Chỉ còn 10 ngày nữa là chị gái tôi ra mắt nhà chồng tương lai rồi. Anh chồng tương lai của chị ấy, anh ấy khá bảnh trai, con nhà giàu. Anh ấy đang ở bên Mỹ, một tuần nữa anh ấy mới về rồi hai bên gia đình mới gặp gỡ và bàn bạc chuyện hôn nhân. Sợ dĩ mọi chuyện nhanh chóng như vậy là bố mẹ anh ấy nói với bố mẹ tôi là bạn bè chơi với nhau từ thuở nhỏ nên họ hứa hẹn sẽ làm thông gia với nhau. Nhưng khi nghe bố mẹ tôi nói chuyện, chị gái tôi nhất quyết không đồng ý. Chị tôi tên Trúc, 23 tuổi, chị ấy mới học xong và đã xin được việc ở ngân hàng. Chị gái tôi vừa đẹp người lại đẹp nết và chịu khó học hành lắm. Chính vì thế nên bố tôi mới muốn gả chị về làm dâu nhà bạn của bố. Bố tôi vốn rất yêu thương chị ấy nên lúc nào cũng muốn gả chị ấy vào nhà tử tế lại là chỗ thân thiết nên sau này chị ấy đỡ vất vả. Thế nhưng chị gái tôi lại một mực từ chối, vì lý do là chưa muốn kết hôn, nhưng thực ra Tôi biết chị ấy đang yêu một anh chàng làm cùng ngân hàng rồi. Chị Trúc mới nói với bố tôi là Hay là bố gà em xinh đi ạ? Con còn chưa muốn kết hôn sớm đâu. Con mới xin được việc làm. Nên con muốn phấn đấu vài năm nữa có một ít vốn rồi mới kết hôn bố ạ. Bố tôi quát ôm um lên. Không được. Nhà ông Khanh là nhà gia giáo và nề nếp lại đàng hoàng. Sao bố có thể gả con Trinh vào đó được? Chỉ có con mới hợp với thằng Khang nhà ông Khanh thôi. Chứ con Trinh thì bắt nháo lại không học hành đàng hoàng Tính cách thì ngang ngược Sao bố có thể gạ nó được hả con Chị gái tôi bênh tôi Con thấy bố nói hơi quá rồi ạ Em Trinh nhà mình cũng ngoan mà Chỉ có chuyện học hành là giang dở thôi bố ạ Về làm dâu nhà Bắc Khanh Em sẽ học hỏi dần dần Sẽ không sao đâu bố ạ Bố tôi lắc đầu Không được Em Trinh không được đâu Mà thằng Khang nó có điểm gì không tốt Mà con chê nó Đã 3 năm kể từ khi anh ấy sang Mỹ, con chưa gặp anh ấy. Tình cảm không có thì sao có thể kết hôn với anh ấy được. Thôi, con vào phòng đây. Ở cái con này, nghe bố nói đã. Bố tôi nói rất đúng. Chỉ có chị gái tôi mới hợp với một gia đình gia giáo nể nếp như nhà anh Khang. Còn tôi thì không hợp. Tôi tên Trinh, năm nay 21 tuổi. Tôi nghỉ học năm lớp 12 vì học rốt quá nên không đỗ đại học. Mặc dù là hai chị em ruột nhưng tôi và chị Trúc hoàn toàn khác nhau về tính cách. Chị Trúc học giỏi, ngoan ngoãn, chịu khó. Thì tôi ngược lại, tôi học dốt lắm, tí thì phải học lại vài năm. Tôi lại rất nghịch ngợm chơi bời lêu lỏng và đặc biệt là rất lười. Suốt ngày mẹ tôi chửi tôi về cái tội làm đâu bỏ đấy. Lười thối thay chảy xác ra. Nên việc nhà đều chị gái tôi làm hết. Mẹ tôi chửi tôi thì chị gái tôi lại bênh tôi, nên tôi được đà lại càng lười thêm. Nhưng nếu bố tôi đồng ý gả tôi thay chị Trúc, thì tôi cũng đồng ý vì tôi khá ưng anh Khang. Lúc chưa đến Mỹ, anh Khang có về nhà tôi chơi mấy lần rồi. Anh ấy đẹp trai, lạnh lùng, nam tính lắm. Tôi rất thích. Nhưng mà bố tôi cứ muốn gả chị Trúc nên tôi cũng kệ, không có ý kiến gì. Nhưng tôi đi ngủ chị Trúc cứ ấm ức khóc mãi không thôi. Tôi mới hỏi. Chị quyết định không lấy anh Khang thật à chị? Chị Trúc mếu máu. Chị có người yêu rồi mà. Sao chị có thể lấy anh Khang được? bố cứ ép chị là chị bỏ nhà đi luôn đấy. Chị đừng có như vậy mà. Thực ra anh Khang cũng rất tốt. Bố mẹ anh ấy lại là bạn thân của bố. Chị về làm dâu chắc chắn sẽ rất thoải mái mà chị. Chị chúc vùng vằng. Nhưng mà chị không thích. Thì sao có thể? Chị nhất định sẽ không nghe lời bố đâu. Em nghĩ hộ chị xem có cách nào không. Để không phải lấy anh Khang đi. Nếu bố biết bố sẽ đánh chết em đấy. Em giúp cho chị đi. Chuyện này chỉ có hai chị em mình biết thôi. Chị năn nỉ em đấy. Cuối cùng thì tôi cũng động lòng và tôi hứa sẽ nghĩ cách giúp chị. Cả đêm hôm đó tôi và chị Trúc không ngủ để nghĩ cách và tôi đã nghĩ ra cách để giúp chị Trúc. Chị em tôi bắt đầu kế hoạch chống lại bố. 6 giờ sáng bố tôi đang cho đàn gà ăn thì tôi chạy ra hét lên. "Bố ơi, chị Trúc, chị Trúc tự tử rồi bố ơi." Bố tôi ném luôn cái chậu ngô xuống đất và lao vào. "Làm sao? Làm sao Trúc đâu rồi?" Ở trong phòng kia Bố tôi hốt hoảng chạy vào phòng tôi cá rằng lúc đó hồn bố tôi đã bay thẳng lên mây luôn nhé. Ở trong phòng chị Trúc nằm giữa nhà, chân tay co giật mắt trợn lên, mồm thì rủi bập mép trắng dã trông kinh khủng y như thật luôn. Bố tôi hét lên. Trúc ơi, Trúc ơi con ơi, con làm sao thế này, con đừng làm bố sợ. Tôi mới cầm cái lọ thuốc sâu ở gầm giường ra đưa cho bố. Hình như chị ấy uống thuốc sâu bố ạ. Hôm qua con thấy chị ấy mang về, con hỏi thì chị ấy nói là mua hộ bố để bố phun lúa, bố tôi khóc lên, nét mặt đau khổ. Không, bố có bảo nó mua đâu, trời ơi là trời. Chúng ta đưa chị ấy ra bệnh viện cấp cứu đi bố. Rồi tôi và bố đưa chị ra bệnh viện cách nhà ba cây. Có chị họ nhà bác ruột tôi làm bác sĩ ở đó và tất nhiên là chị em tôi đã lên kế hoạch với nhau từ tối qua rồi. Nên chị họ tôi ra cổng bệnh viện đón và đưa chị Trúc vào phòng cấp cứu. Bố tôi thì đứng chờ ở ngoài cửa phòng cấp cứu, cứ đi đi lại lại lo lắng, còn ba chị em tôi ở trong phòng cấp cứu cười khúc khích với nhau với kế hoạch coi như đã hoàn thành được 50% rồi. Một lát sau chị họ tôi ra ngoài thông báo với bố tôi rằng Cũng may là bác và Trinh đưa chúc tới cấp cứu kịp thời đấy ạ. Em bị đã rực rửa ruột và cấp cứu kịp thời nên sức khỏe bây giờ đã ổn rồi ạ. Nên các bác cứ yên tâm nhé. Ở đây đã có cháu rồi ạ. Bố tôi thở vào nhẹ nhõm. Ôi mừng quá. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Vừa nãy bác sợ quá nếu em nó có mệnh hệ gì chắc bác không sống nổi mất. Chị họ tôi đã biết tỏng rồi nhưng vẫn giả vờ hỏi bố tôi. Thế có chuyện gì mà em Trúc lại uống thuốc sâu tự tử thế bác? Bố tôi ngập ngừng. À không có chuyện gì đâu cháu ạ. À. Thôi bác về đây, cần gì cháu cứ nói về cái trinh nhé. Chị họ tôi biết là bố tôi đang rất ái náy nên chị lại càng nói. Có gì bác cũng đừng mắng hay là ép Trúc làm gì. Nhiều khi nó suy nghĩ nhiều quá lại nghĩ quẩn đấy bác rồi nhỡ không may có chuyện gì xảy ra thì tội cho nó bác ạ bố tôi chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay bước đi chắc bố tôi đang rất ai nấy vì mấy hôm nay ngày nào ông cũng nhắc tới việc gả chị ấy ông thở dài rồi lặng lẽ ra về ngày hôm sau bố tôi đến bệnh viện thăm chị trên tay xách cái cặp lồng cháo ông đưa cho tôi và nói con đút cháo cho chị trúc ăn hộ bố nhé vâng ạ rồi bố vẫy vẫy tôi ra ngoài hỏi thế chị trúc có nói gì với con không mà tôi tỉnh bơ Nói gì là nói gì hả bố Nói về bố ấy Sao không chị Trúc giận bố lắm Tôi gật đầu Chị ấy nói với con là chị ấy không giận bố Mà chị hơi buồn về bố thôi ạ Mặt bố tôi thoáng buồn Bố xin lỗi Từ hôm đó bố không ép chị Trúc lấy anh Khang nữa Nên không khí trong nhà tôi đỡ căng thẳng hơn Nhà tôi vui vẻ được vài hôm Thì ông Khanh gọi điện cho bố tôi Và nói cuối tuần này ông đưa anh Khang về nhà tôi chơi Bố tôi chỉ ẩm ừ thôi Chứ ông không có ý kiến gì cả Cho tới ngày ông Khanh đưa anh Khang về nhà tôi chơi Lúc ngồi nói chuyện ông Khanh mới nói Thế con bé Trúc đâu rồi hả ông? Bố tôi cười Nó đi ra ngoài có việc rồi ông ạ Tôi muốn nói với ông chuyện này Có chuyện gì vậy? Ông cứ nói đi tôi nghe đây Bố tôi ngồi nói với ông Khanh Hay là chúng ta kệ tụi nhỏ đi Để cho chúng nó tìm hiểu nhau rồi quyết định Tôi muốn chúng nó có tình cảm với nhau rồi kết hôn Để sau này nhỡ không may có chuyện gì xảy ra Thì tụi nó cũng không trách chúng ta được Ông Khanh nhìn bố tôi hỏi dò Con bé Trúc nhà ông không đồng ý hả ông? Bố tôi gật đầu Đúng thế, nó nói là vì không có tình cảm với thằng Khang Nên nó không muốn kết hôn ông ạ Thế còn thằng Khang nhà ông nó có phản đối không? Thằng Khang nhà tôi nó không hề phản đối Nó nói bố mẹ muốn làm gì thì làm Quan trọng là con bé Trúc có đồng ý hay không thôi người bố tôi và ông khanh ngồi nói chuyện với nhau và thống nhất là để tự anh khang và chị trúc quyết định họ không ép nữa mặc cho người lớn tự giải quyết anh khang dường như không quan tâm đến chuyện kết hôn đối với anh thì kết hôn cũng được mà không kết hôn cũng được mọi người bàn bạc trong nhà nhưng anh thì ngồi ở dưới bờ ao câu cá tôi mới đi lại gần và nói anh khang lên ăn cơm đã lát câu cá sau khang giật mình quay lại cô nhỏ mồm thôi không động cá của tôi bây giờ thế anh không ăn cơm à không tôi mới ngồi xuống và nói thì anh không ý kiến gì khi bố mẹ hai bên bàn bạc chuyện đám cưới à khang mình thản nói ừ tôi bực quá nên cắt lên việc hệ trọng cả đời đấy sao anh thờ ơ thế nhỉ khang cau mày đối với tôi thì cưới cũng được mà không cưới cũng chả sao cả bố mẹ tôi thích là được còn tôi thì không có ý kiến gì ơ cái anh này hôn nhân cả một đời mà anh cứ coi như là mua mớ rau ngoài chợ về thế à Rốt cuộc là đầu óc anh có vấn đề à? Khang liền để cái cần câu xuống. "Này cô, nếu chị cô không thích thì tôi không cưới nữa là xong, làm gì mà cô tỏ thái độ kinh thế?" Tôi thở dài. "Chị gái tôi không muốn lấy anh đâu, hôm trước bố tôi nói chị ấy nhiều quá, chị ấy uống thuốc sâu tự tử đấy. Nên anh bảo với bố mẹ anh là anh không lấy vợ nữa đi, coi như anh giúp chị gái tôi có được không?" Khang mới vậy vậy tôi lại. "Cô lại gần đây nghe tôi nói này. Đây, anh nói đi." thật ra là do bà nội của tôi nói nhiều quá bà cứ muốn tôi cưới vợ sớm vì dạo này bà thấy trong người không khỏe nên bà sợ lúc bà yếu rồi không được nhìn thấy tôi kết hôn nên bà mới dụ bố mẹ tôi cưới vợ sớm cho tôi để bà yên lòng mà tôi thì không muốn bà phải suy nghĩ nên tôi mới tính thế này nếu chị gái cô đồng ý thì tôi và chị gái cô sẽ kết hôn trên giấy tờ tôi về nhà không ai can thiệp vào cuộc sống của ai cả sau một năm tôi sẽ bồi thường cho chị cô một tỷ và tôi đảm bảo trong một năm đấy, chị gái cô tuyệt đối nguyên vẹn, không có gì xảy ra. Nhưng tối qua tôi gọi cho chị cô, mà chị cô không nghe máy nên tôi vẫn chưa nói với chị cô được. Tôi tròn xe mắt. Anh nói thật à? Ừ, nói thật là tôi thích một người khác rồi, nhưng giờ chúng tôi chưa thể đến với nhau được. Và cô ấy đã hứa với tôi là một năm nữa chúng tôi sẽ về bên nhau. Nên cô bảo chị gái cô cứ yên tâm, một năm nữa cô ấy sẽ có một tỷ và ra khỏi nhà tôi anh nói nghe hoang đường quá tôi làm sao mà tin được anh chứ anh không sợ một năm nữa bạn gái anh sẽ lấy lý do anh kết hôn rồi mà không quay về với anh à thì cô ấy đang sống cùng chồng cô ấy mà cô ấy nói một năm nữa cô ấy ly hôn và quay về bên tôi tôi đã bàn bạc với cô ấy cả rồi trời đất tôi muốn khẩu nghiệp luôn rồi đấy sao mấy người nhà giàu các người coi chuyện ly hôn như một trò đùa thế hả thì tôi đang tính thế chứ tôi đâu có ép chị gái cô phải lấy tôi đâu với lại chỉ là bản hợp đồng hôn nhân một năm sau sẽ chấm dứt mà. Chị gái cô còn trẻ, còn nhiều cơ hội đúng không? Nhưng chị gái tôi có người yêu rồi. Dù chỉ là bản hợp đồng thì chị ấy cũng không đồng ý đâu. Mặt khang tỉnh bơ. Thế thì cô có đồng ý không? Sau một năm tôi chuyển khoản cho cô một tỷ. Tôi ngập ngừng suy nghĩ đúng là tôi đang rất cần tiền để mở quán trà sữa mà tôi xin bố tiền thì bố tôi không có để cho tôi. Tôi tạc lưỡi, hay là mình đồng ý kết hôn giả với anh ta Để một năm sau mở quán nhỉ Rồi tôi làm giá Một tỷ ít quá Thế thêm 500 là tỷ rưỡi Cô đồng ý không Tỷ rưỡi Nhưng mà tôi muốn lấy tiền trước Phòng việc sau này anh bùng anh không trả tôi thì chết à Được rồi Vậy mai tôi mang tiền về cho cô Rồi chúng ta ký hợp đồng nhé Tôi lườm khang Được nhưng mà tuyệt đối không có chuyện tế nhị kia đâu nhé Tôi cấm anh dám sờ vào người tôi Anh mà vào vẩn là tôi chặt tay khang cao mày cô không phải gu của tôi đâu nên bớt suy diễn đi làm sao mà tôi có thể tin anh được chứ khang liền mở điện thoại ra cho tôi xem đây cô nhìn đi cô nhìn lại cô xem có bằng một nửa cô ấy không hả ồ oh, thì ra đây là người yêu của anh ta một cô gái xinh đẹp thân hình bốc lửa như siêu mẫu vậy cũng tạm được cô ấy có làm người mẫu không cô ấy là siêu mẫu và là diễn viên nổi tiếng đấy chứ không giống như cô chồng chả giống ai đâu nên cô đừng có nghĩ linh tinh vớ vẩn nghe chưa tôi gật đầu được rồi mai anh mang một tỷ tới rồi chúng ta thỏa thuận ngày hôm sau anh ta mang tiền tới thật mọi người ạ à. tôi đang quét sân thì anh ta phi xe tới cổng rồi xách cái vali vào đây tiền của cô đây cô đếm xem đủ tỷ rưỡi chưa tôi nhìn vali tiền nghi ngờ tiền giả hay tiền thật thế mà sao anh lại dễ dàng chi tiêu nhiều tiền quá vậy hay là anh có ý đồ cưới tôi về để bán tôi sang trung quốc hả khang bật cười cô thì bán được bao nhiêu tiền mà trong khi đó tôi đã đưa cô tỷ rưỡi rồi cộng thêm với tiền ăn hỏi, tiền váy cưới, tiền chụp ảnh, tiền đặt tiền ở khách sạn, chưa kể tiền nhẫn cưới là nhẫn kim cương cũng gần tỷ rồi. Còn mua trang sức cho cô, tôi dự kiến mất khoảng 5 tỷ cho cái đám cưới giả này. Thế cô nghĩ xem, giờ bán cô có được trên 5 tỷ không để tôi còn bán. Tôi lửa mắt. Tôi là vô giá nhé, anh nghĩ có tiền mà mua được tôi à? Rồi Khang ngồi xuống chậm rãi phân tích. Thế à, để tôi tính thử xem cô được bao nhiêu tiền nhé. Theo như giá nội tạng chợ đen ra bán thì tim là 500 triệu, thận là 300, mắt 200, da 100 và các bộ phận khác tính sơ sơ tầm tỷ rưỡi. Thế theo cô, có ai đi buôn người mà lỗ 3 tỷ rưỡi chưa? Tôi không biết, đó là việc của anh mà. Nhà chúng ta có mối thân tình gần 40 năm rồi, chưa cho là tôi bán cô đi thì bố mẹ cô có tha cho bố mẹ tôi không? Tôi nghĩ cũng đúng. Được rồi, để tôi xem xét lại. Mà tôi nói trước, tôi học võ 7 năm rồi đấy, anh mà dám động vào người tôi, thì anh chết là cái chắc. Khang lấy tờ hợp đồng hôn nhân mà tự tay anh soạn ra, đưa cho tôi. Đây, cô đọc cho rõ vào rồi ký để tôi còn báo với bố mẹ tôi chuẩn bị. À, cô nên nhớ là cô chỉ là vợ giả của tôi thôi đấy. Sau này cưới xong đừng có một nỗi lòng tham làm vợ thật kẻo tôi tống cổ cô ra khỏi nhà đấy. Hừm, cái tên ngạo mạn này, anh oai gì với tôi, đợi đấy tôi sẽ tính sổ với anh. Trong khi bố mẹ hai bên gia đình không nhắc gì tới việc kết hôn của các con nữa, họ đã nghĩ thông suốt và quyết định để con cái của mình tự quyết định cuộc hôn nhân của mình thì khang lại gióng dạc tuyên bố với bố mẹ là khang sẽ cưới vợ ông khanh vô cùng ngạc nhiên hỏi con trai con trêu bố đâu hả con nói thật ạ à? con lớn rồi con nghiêm túc mà ông khanh nhìn con trai tò mò cái chúc mà nhà ông trường nó không đồng ý đâu hay là con quen người khác rồi à người con sẽ lấy là trinh em gái của chúc bố ạ à. ông khanh sửng sốt thật à nhưng mà cái trinh nó trẻ con bồng bột lắm không được chín chắn như cái trúc đâu bố buồn cười thật đấy con thấy hợp với con là được có gì về bà nội của con sẽ dạy bảo cô ấy từ từ mà ngày trước bố mẹ con còn không biết nấu cơm đó thôi về bà nội dạy đâu ra đấy hết mà ông khanh gật gù đồng ý được rồi để bố nói chuyện về bố cái trinh nhé mà hai đứa tự con yêu nhau từ khi nào vậy sao gia đình hai bên không biết gì là sao chuyện yêu đương là phải kín đáo ai lại đi khoe ra chứ Vậy là từ bây giờ bà nội và bố mẹ hết buồn phiền với con rồi nhé. Ngày nào cũng nghe bà nội lải nhải chuyện vợ con mà con đau hết cả đầu. Giờ con chuẩn bị cưới vợ luôn cho xong. Ông Khánh cau mày. Như vậy là đúng đấy. Con phải lấy vợ rồi sinh con thì con mới thoát khỏi cái ly được. Giờ nó đã có chồng có con rồi nên con phải cố mà quên nó đi. Nếu để chồng nó biết thì nó khổ mà con lại mang tai tiếng đấy. Bị bố nói trúng tim đen nên Khang sầm mặt xuống. Đúng là anh đang yêu một người phụ nữ đã có chồng con rồi. Cô ấy đẹp lắm, hai người yêu nhau từ thời đi học gắn bó với nhau suốt 5 năm Thì khi anh ở Mỹ, ở nhà cô ấy đã yêu và cưới một người khác Có lẽ vì lúc đó anh chưa có gì trong tay ngoài tấm bằng đại học Nên cô mới bỏ anh để lấy một người giàu có Người đàn ông đó là đạo diễn nổi tiếng Ông ấy hơn Ly 20 tuổi Nhưng ông ấy lại giúp Ly có được những vai nữ chính giúp Ly nổi tiếng và tỏa sáng Điều đó cũng đáng để Ly đánh đổi Năm ngoái Khang về nước thăm gia đình và gặp lại Ly hai người đã nối lại tình xưa và hứa hẹn một năm sau Ly sẽ ly hôn với ông đạo diễn kia và quay về bên Khang. Vì bây giờ, Khang đã có trong tay hai công ty lớn rồi. Anh có thể lo cho hai mẹ con Ly một cuộc sống hạnh phúc và sung túc. Nhưng cũng vì chuyện đó mà bà nội và bố mẹ anh đứng ngồi không yên. Họ muốn anh cưới vợ để quên đi ly, ly vì cô ấy đã có chồng con rồi. Họ không muốn con trai mình chạy theo những thứ thuộc về con trai họ cứ theo bản hợp đồng mà tiến hành nên tôi và Khang cùng nhau diễn rất ăn ý. Y như đang yêu nhau thật nên gia đình hai bên không nghi ngờ gì. Đến chị Trúc còn không phát hiện ra luôn. Nghe tin tôi và Khang sắp kết hôn, chị còn không tin vào tai mình, chị lôi tôi vào phòng và gặng hỏi. Em nói thật cho chị nghe đi, mọi chuyện có đúng như bố nói không hả? Em và Khang sắp cười thật ư? Vâng ạ, thế chị không tin em à? Tại chị đang thấy sốc, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chị không ngờ luôn đấy Trinh ạ. Tôi cười nhìn chị nháy mắt Đó là tình yêu xét đánh đấy chị Chẳng phải là chị kể với em Chị với anh Tùng cũng thích nhau từ cái nhìn đầu tiên sao Cũng đúng Mà em này Em đã suy nghĩ kỹ chưa đấy Nhà anh Khang gia giáo lắm Em về đó làm dâu Phải để ý lời nói của em đấy biết chưa Tính em thì lại bộp chộp ương bướng chị thấy không yên tâm chút nào cả Tôi cười Thôi nào Em lớn rồi em phải biết phải làm gì Chứ cứ yên tâm đi không sao đâu ạ chị Trúc cật đầu nhưng tôi biết chị không yên tâm đâu vì ở tôi bao lâu chị biết tính tôi ngang ngược như thế nào mà còn tôi thì nghĩ rất đơn giản là cuộc hôn nhân giả này chỉ kéo dài một năm thôi nên tôi không sợ tiền thì tôi đã gửi tiết kiệm rồi một năm nữa hết hợp đồng tôi chuồn ngay lúc đó tha hồ mà lo cho tương lai của mình có tiền trong tay rồi thì làm gì trả được đúng không mọi người rồi một tháng tôi và khang chính thức tổ chức tiệc cưới trước sự chúc phúc của hai bên gia đình họ hàng Tôi ngồi trong phòng để thợ trang điểm làm tóc mà trong lòng không thấy cảm xúc gì hết. Tôi ngắm chi vòng cổ của mình rồi lẩm bẩm Kim cương thật hay giả nhỉ? Nếu mà thật thì cái dây này phải tiền tỷ rồi. Tôi đưa lên mồm cắn thử, chị Trúc liền ngăn lại. Kìa Trinh, em đang định làm gì đấy? À, em kiểm tra xem là thật hay giả thôi mà. Chị bịa má tôi một cái. Còn bé này, kim cương thật đấy, không phải là đồ giả đâu nha. Tôi mới thôi không cắn nữa. Phát này tôi giàu thật rồi, nhẫn kim cương, dây chuyển kim cương, vòng tay cũng kim cương, bông tai nữa. Chưa kể, tiền bố mẹ chồng tương lai cho tôi, để tôi mua sắm quần áo nữa. Trời ơi, tôi đang mang trên người vài tỷ đấy mọi người ạ. Có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ mơ được những giấc mơ đẹp tới vậy. Hôn lễ kết thúc viên mãn và tôi theo chồng hờ về dinh. Đêm đó Khang nằm ngủ ở ghế sofa, còn tôi thì không ngủ được vì bận đếm phong bì. Tôi nhìn đống phong bì to tướng hài lòng Nhiều thế này mà anh ta không đếm nhỉ Khang nói tôi bóc phong bì và ghi vào một quyển sổ Còn tiền và quà cưới thì anh cho tôi hết Anh sẽ không lấy một xu nào đâu Vậy thì càng tốt Tôi chê rất nhiều thứ nhưng riêng tiền thì tôi không bao giờ chê Tiền càng nhiều thì càng tốt Tới gần sáng thì tôi mới xong Tôi vừa chợp mắt một tí thì Khang đã gọi tôi dậy Tôi ngáy ngủ lại cứ tưởng là đang nằm ở nhà mình Nên tôi gắt gỏng Bố để con ngủ thêm lúc nữa đi Gọi gì mà gọi chứ Khang đã vào chân tôi Con gái con lứa đi lấy chồng mà ngủ chuông xác ra thế này à Dậy, dậy mau Tôi mới giật mình mở mắt ra Ơ tôi tưởng tôi đang nằm ở nhà Hóa ra là tôi đang mơ à Khang cười Mơ với mộng cái gì Thôi dậy chuẩn bị đi Hôm nay chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đấy Tôi gãi đầu Thôi không cần phải hưởng tuần trăng mật đâu Tốn tiền lắm Anh cứ cho tôi về nhà tôi chơi vào hôm là được Khang nhăn mặt Không được nếu không đi hưởng tuần trăng mật thì bố mẹ tôi sẽ nghi ngờ đấy. Mà từ bây giờ chúng ta phải đổi cách xưng hô đi. Giờ chúng ta phải nói chuyện tử tế nhẹ nhàng với nhau. Cô nghe rõ chưa hả? Tôi thở dài tặc lưỡi. Mình sẽ làm được mà, nhất định mình sẽ làm được mà anh Khang. Anh Khang, từ giờ tôi sẽ gọi anh là anh Khang và xưng em, như vậy đã được chưa? Khang gật đầu. Vậy là tạm ổn rồi. Hy vọng sau này khi tôi đi làm, cô ở nhà biết giữ mồm giữ miệng, không để lộ ra cái gì một năm sẽ qua nhanh thôi chúc cô thành công tôi và khang bắt tay nhau một cái rồi tôi đi chuẩn bị đồ đạc để cùng khang bay vào nha trang du lịch kể ra thì cũng rất ổn mà vừa có tiền lại được đi du lịch nhiều nơi như thế này thì ai mà chả thích nhưng có một điều tôi chưa biết đó là bà nội của khang vô cùng khó tính và tôi có thể hòa nhập được với cuộc sống ở đây hay không thì phải từ từ mới biết được tôi theo khang vào nha trang chúng tôi thuê khách sạn ngay gần biển phong cảnh nơi đây rất đẹp và lãng mạn nhưng lại không thích hợp với tôi và Khang. Và phòng tôi leo ngay lên giường. Tôi nhận cái giường này. Khang gãi đầu. Thế tôi nằm ở đâu? Ở nhà còn có ghế sofa, còn ở đây lại không có. Tôi hồn nhiên chỉ vào cái ghế màu đỏ cạnh giường. Đấy, anh ngủ ở đó. Khang cười tủm tỉm. Cô biết tại sao cái ghế đó lại để ở cạnh giường và cô có thấy nó khác với những cái ghế khác không? Tôi nhìn đi nhìn lại rồi lắc đầu. Tôi không biết, mà sao cái ghế đó kỳ cục vậy ha? Khang vậy vậy tôi, lại đây tôi nói cho mà nghe. Tôi mới lại gần Khang, nói vào tai tôi. Đó là cái ghế thần thánh đấy, hay còn gọi là ghế tình yêu, cô chưa nhìn thấy nó bao giờ à? Tôi mặt ngay ra, tôi chưa nhìn thấy luôn, thế nó có tác dụng gì? Tức là hai người ngồi vào đó và chơi cầu trượt đó, vui lắm đấy, cô có muốn thử không? Tôi mới chạy lại và ngồi lên cái ghế, nhưng không thấy có gì lạ, tôi lắc đầu, tôi chả thấy vui gì hết. Khang cười rồi chỉ tay vào tờ giấy hướng dẫn sử dụng để ở trên bàn. Tờ hướng dẫn để ở trên bàn đấy, cô xem đi. Tôi vừa cầm vào tờ giấy và nhìn thì tôi giật mình khi thấy trên tờ giấy đó là những hình ảnh của nam và nữ trong những tư thế nhạy cảm. Thì ra cái ghế này là dùng để... Tôi để tờ giấy xuống bàn mặt đỏ lên vì xấu hổ. Còn Khang thì cứ cười tôi mãi. Tôi vội chéo lên giường và chùm chăn kín đầu. Thực sự là tôi xấu hổ kinh khủng mà lại không ai không có cái lỗ nào để chui xuống cả sao mình lại quê thế này một lát sau tôi mới dám thò mặt ra thì tôi thấy khang đang ngồi nghịch điện thoại trên người quấn mũi cái khăn tắm khuôn mặt đẹp lạnh lùng thân hình đẹp cực phẩm tôi phải thốt lên đẹp quá tự dưng anh ta đứng dậy làm tôi giật mình hét lên này anh định làm gì đấy anh mà qua đây là tôi đập chết mau ra chỗ khác đi khang trèo lên giường rồi nói giờ chia đôi giường ra mỗi người một nửa Chứ nằm ở ghế mỏi lưng mà khó chịu lắm Tôi không quen Không được, anh muốn nằm đâu thì nằm Nhưng tuyệt đối không được nằm trên giường của tôi Khang ngạc nhiên Tại sao? Tôi vành mặt lên Nửa đêm lúc tôi ngủ say nhớ anh có giở trò gì với tôi thì sao? Cô đang ảo tưởng à? Sao tôi phải ảo tưởng chứ? Chẳng lẽ nằm cùng giường với một cô gái đẹp như tôi Anh lại không động lòng Khang nhăn mặt Cô soi gương rồi nhìn lại bản thân mình xem có điểm nào đẹp không Ngược lép mông lép chân tay thì Nhìn người chả khác gì con khỉ Cô có cho không thì tôi cũng không thèm nhé Ở đó mà sợ à Tôi điền quá mới đạp anh ta bay xuống đất Cái lưng của tôi đau quá Sao cô lại dám đạp tôi Tôi ở trên giường biểu môi và cười hả hê Cho anh chửa cái tội chê bai Và coi thường người khác đi Khang bực quá vùng dậy và vác tôi lên vai Khiến tôi giật mình Anh mau bỏ tôi xuống đi Anh đang làm cái trò gì thế Tôi ném cô xuống biển cho cá nó rỉa Để xem ai cứu được cô nào Cô thích thái độ thì tôi giúp cô tội nguyện nhé Tôi cứ dãy rụi trên vai Khang bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Kháng vác tôi ra đến cửa thì chuông điện thoại của anh ta vang lên. Anh ta liền vòng quay lại để xem là ai gọi mình. Nhìn trên màn hình là chữ Ly gọi đến. Anh ta lập tức thả tay và tôi rơi xuống giường dầm một phát. Cái tên điên này, sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả? Cũng may cho tôi là tôi dương xuống giường trước rơi xuống đất thì chắc là bị tan cái xương sống lưng rồi. Khang vội vàng nghe máy. Alo, anh đây. Em vừa nghe thấy giọng cô ấy, hai người vui vẻ thế. Em có làm phiền hai người không? Không. Anh có làm gì đâu mà phiền chứ. Thích nhờ, hai người đi du lịch vui vẻ bên nhau như vậy cơ mà. Thôi, em không dám làm phiền nữa. Em đừng giận anh nữa, ở đây chán lắm. Cô ta thì như con rổ ấy, anh chán lắm, anh muốn gặp em. Anh ta dám nói tôi là con rổ, đồ tồi. Anh muốn gặp em không? Về đây đi em đợi. Hàng cuống cuồng lên. Được, anh về luôn đây, em đợi anh nhé. Vâng Khang tắt máy và vội vàng thay quần áo Tôi vội hỏi Ơ anh đi đâu đấy Cô ấy nói là muốn gặp tôi Nên giờ tôi bay về gặp cô ấy Thế còn tôi thì sao Khang ném cho tôi một cái thẻ rồi nói Cô cứ ở đây nghỉ ngơi ăn uống thích gì thì cứ mua Tôi về với cô ấy hôm nào về Thì tôi lại vào đây đón cô Cô cứ thoải mái chơi bời đi nhé Tôi hốt hoảng vì ở đây tôi không quen ai cả Giờ Khang bảo tôi ở lại một mình thì tôi sợ lắm Không Anh đừng có bỏ tôi ở lại Tôi sợ lắm anh cho tôi đi theo tôi hứa là sẽ ngoan và không làm phiền hai người đâu khang cao mày người ta đi hẹn hò cô đi theo để làm gì hả cô cứ ở đây ăn uống nghỉ ngơi tiền đầy trong thẻ cứ chi tiêu thoải mái đi tôi đi đây mặc cho tôi có năn nỉ thế nào thì khang vẫn nhẫn tâm bỏ tôi lại anh vội vàng đi như sợ người yêu của anh ta phải chờ lâu vậy khang cứ thế đi thẳng và không một lần ngoảnh mặt xem tôi như thế nào khang cứ thế và tôi ngồi xuống ngồi khóc tự dưng tôi tự thân kinh khủng Mặc dù chỉ là vợ chồng giả Nhưng sao anh ấy có thể bạo mặc tôi như vậy Ở nơi này tôi không có quen ai cả Tôi thấy buồn lắm Nhưng giờ Khang cũng đã bỏ đi rồi Tôi biết phải làm sao Cả đêm đó tôi không ngủ được Cứ điện sáng chung Càng nghĩ tôi càng ấm ức Anh ta quá tệ Không thể chấp nhận được Tôi cầu cho anh ta không gặp được chị ấy Cho anh ta phải về không Cho đáng đời anh ta đi Tôi cứ nằm tràn chọc mãi Thì cuối cùng trời cũng đã sáng Tôi thở dài rồi ngồi dậy Không sao, mình sẽ không sao Mình ở đây một mình cũng được mà Coi như là mình đi du lịch một mình đi Sao phải xoắn chứ Sau này về nhà mình sẽ tính sổ với anh ta sau Tôi bị khăng bỏ mặc bơ vơ Ở nơi đất khách quê người Buồn thì buồn nhiều thật Nhưng vẫn thấy vui vì vừa nãy ngồi ăn sáng xong Tính tiền bằng thẻ của anh ta Tôi lại thấy vui vui Chỉ cần có nhiều tiền Thì dù có một mình vẫn tìm được niềm vui Ăn sáng xong Tôi đi dạo một vòng bờ biển Cảnh đẹp thật Tôi mới lấy điện thoại ra check in vài kiểu để đăng Facebook chơi Thì có một anh đứng ở phía sau tôi nói Có cần tôi chụp hộ cô không? Phải chụp cả ảnh xung quanh mới đẹp chứ Tôi quay lại nhìn anh ta Trời đất ơi, trai đẹp Ở đây cảnh đẹp, người đẹp, mê hồn vậy ư Chắc một năm nữa hết hợp đồng với tên khốn kia Xong tôi vào đây sống luôn đấy Tôi ấp úng Vậy anh chụp hộ hộ tôi với Anh ta lại cầm điện thoại của tôi và nháy nháy liên tục vài phút Sau đó đưa cho tôi và nói Tôi chụp được khoảng 10 kiểu rồi đấy Cô xem có đẹp không Dạ cảm ơn anh nhiều ạ Thế cô đi cùng với ai tới đây vậy À tôi đi cùng với chồng tôi Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật Nhưng tới qua ạ người yêu của anh ấy gọi Cho nên là anh ấy bay về gặp người yêu rồi Anh ta nghe tôi nói thì ngây ra không hiểu gì cả Cô nói gì mà tôi không hiểu gì hết Chồng cô về gặp người yêu là thế nào Tôi bật cười Thôi không phải chuyện của anh Thì anh cũng không cần phải hiểu đâu Tôi đi đây tạm biệt tôi bước đi để lại anh ta với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu chắc anh ta đang không hiểu tại sao mà tôi cùng chồng đi hưởng tuần trăng mật mà chồng tôi lại bỏ đi theo người khác đây mà cũng đâu có gì lạ khi trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra tôi mua một con tôm hùm hấp rồi mang về phòng vừa về đến cửa tôi đã thấy khang đứng đó mặt thì thẫn thờ mệt mỏi chắc cả đêm qua anh ta không ngủ tôi còn chưa nói gì thì khang khẽ nói cô về rồi à mở cửa đi để tôi vào ngủ một lát tôi buồn ngủ quá Ừ, thế đêm qua anh không ngủ à? Trông anh mệt mỏi thế, mà sao về sớm thế? Tối qua đi mà trưa nay đã về rồi sao? Khang thở dài. Không gặp được cô ấy. Tôi tròn xe mắt. Chị ấy gọi anh về mà, sao lại không gặp được? Chắc anh đùa tôi đúng không? Chồng cô ấy về đồ xuất nên cô ấy không ra gặp tôi được. Tôi bật cười. Ôi giời, giờ tôi mới tin luật nhân quả đấy. Anh bảo tôi ở đây một mình để về với cô ta. Cuối cùng thì cô ta lại không gặp được anh Leo leo, đáng đời cái đồ tồi, đồ đều, leo leo. Khang không nói gì, anh lên giường nắm luôn. Ngày hôm sau, Khang mới bình thường trở lại. Anh đưa tôi đi ăn uống và mua sắm. Chúng tôi chọn đồ để mua về làm quà biếu bố mẹ hai bên. Một tuần đi du lịch, nhưng Khang cứ buồn bã chuyện yêu đương của anh ta. Nên anh ta ít ra ngoài, chiều lúc đi ăn và mua đồ thì anh ta chỉ ở nhà ôm cái điện thoại. Nên tôi cũng không thấy vui vẻ gì, chỉ mong hết tuần để về nhà thôi. Hết một tuần tẻ nhạt ở Nha Trang, tôi và Khang bay về Hà Nội và tôi bắt đầu cuộc sống làm dâu của chính mình. Bố mẹ chồng tôi là ông Khanh và bà Hoa thì rất dễ tính và thoải mái, chỉ có bà nội chồng tôi là khó tính thôi. Vợ chồng vừa đi về tới cổng đã nghe thấy bố mẹ chồng tôi ra đón. Các con về rồi hả? Thế nào các con đi du lịch có vui không? Tôi cúi đầu chào bố mẹ và nói, dạ cũng vui bố mẹ ạ. Bố chồng ra đỡ túi đồ. Vui là tốt rồi, nào để bố xách đồ vào trà cho, hai đứa vào chào bà nội đi, bà mong hai đứa lắm đấy chúng tôi vào nhà chào bà nội con chào nội ạ ờ hai đứa về rồi hả mà sao nội thấy thằng khang nó gầy đi thế tôi còn ngây ngô chưa hiểu gì thì khang đã ra bắp vai nội con gầy đâu mà gầy chắc mấy hôm nội không gặp con nên nội nhớ con quá thành ra vậy đúng không nội giờ con về với nội rồi đây ạ nội cười chà bố anh chỉ được cái lẻo mép là nhanh thôi thì hai đứa lên phòng cất đồ đạc rồi xuống ăn cơm nhé hôm nay nội nấu nhiều món ngon lắm dạ lên phòng tôi hỏi khang thế nhà không thuê người giúp việc à chỉ thuê người lau dọn nhà và giặt dũ quần áo thôi thế ai nấu cơm nội và mẹ nấu trước tôi cũng muốn thuê người nấu cơm luôn nhưng nội không đồng ý nội nói người ta nấu không vừa miệng nội nên nội và mẹ tôi tự đi chợ và tự tay nấu nướng thế có nghĩa là mai kia tôi sẽ là người đi chợ nấu cơm ư khang thản nhiên trả lời thì giờ có cháu dâu rồi nội tôi sẽ không nấu nữa tôi bắt đầu thấy hoang mang nhưng mà tôi không biết nấu cơm Tôi cũng có biết nấu canh đâu Thế cô biết làm gì Tôi chỉ biết quét nhà, quét sân và nhà rau thôi Chứ tôi chưa có đi chợ và nấu cơm bao giờ cả Khang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ Cô nói thật đấy à Tôi nói thật đấy Không đùa đâu Tôi thấy khó hiểu quá Vậy 21 năm qua cô tồn tại trên đời này Để làm những việc gì vậy Thế theo anh thì tôi phải làm sao đây Khang động viên tôi Đừng lo, có mẹ tôi giúp cô mà Mẹ tôi thoải mái lắm Có gì không hiểu thì cô cứ hỏi tôi Cô không phải lo đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà Nói thật là tôi bắt đầu thấy áp lực khi về đây sống rồi Tôi quen tính bừa bộn cẩu thả Giờ đây sống trong một gia đình gia giáo nể nếp thế này Tôi thấy không quen Mẹ chồng tôi dặn dò tôi từng ly từng tí một Sáng dậy tôi sẽ đi chợ theo danh sách mà bà nội đưa ra Rồi về nấu cơm cho nội ăn sáng Nội chỉ ăn cơm sáng chứ không hề ăn gì khác ngoài cơm còn bố mẹ chồng tôi thì ăn uống đơn giản hơn, nhưng tôi lại không biết nấu nướng gì hết. Tôi phải lên mạng tìm và học nấu dần từng món một, đối với mọi người thì nội trợ là công việc đơn giản, nhưng đối với tôi đó lại là cả một vấn đề và chưa chắc tôi học được. Và những lúc tôi nấu nướng, nội lại đứng phía sau nhìn tôi, khiến tôi lại càng thấy lo sợ hơn. Tự dưng tôi nghĩ kiếm được tỷ rưỡi không hề đơn giản như tôi vẫn tưởng đâu. 5 giờ sáng, nội đã đứng dưới gọi lên, Trinh ơi dậy thôi, dậy đi chợ đi, không lát nữa lại không còn đồ tươi ngon đâu. Tôi vốn quen thói ngủ dậy muộn ở nhà nên không nghe thấy tiếng nội gọi. Trinh ơi Trinh! Nội gọi không được bực quá nội lên gõ cửa phòng tôi. Trinh ơi, dậy chưa hả? Muộn lắm rồi đấy. Khang nằm ở sofa tỉnh giấc, anh dậy đá vào chân tôi. Này dậy đi, bà nội gọi cô kìa. Tôi mới giật mình vùng dậy. Tôi đây tôi đây, ai gọi tôi đấy? Bà nội gọi cô, cô ngủ say thế bà gọi từ nãy rồi đấy. Tôi vội vàng đi dậy chải đầu rồi đi đánh răng rửa mặt thật nhanh Còn chạy xuống nhà để đi chợ cùng nội cho sớm Tôi vội vàng đi xuống dưới nhà đã thấy nội tôi cầm cái làn đứng chờ ở cửa Thấy tôi xuống nội nhăn mặt Con gái con lứa gì mà ngủ dậy muộn thế hả? Nội già thế này rồi còn dậy sớm được Tụi trẻ bây giờ không có được đứa nào hẳn hoi mà không phải nhắc nhở cả Tôi gãi đầu mặt ngu ngu Đi chợ thôi mà cũng đi sớm vậy Hà Nội Sao không để lát nữa thì đi Nội tôi nhăn mặt phải đi sớm thì mới mua được đồ tươi ngon đi muộn thì chỉ có đồ ăn thiêu thôi nhanh cái chân lên tôi đi theo nội mà phải công nhận là nội tôi 80 tuổi rồi mà vẫn còn nhanh nhẹn khỏe mạnh lắm nội đi nhanh tôi đuổi còn không kịp ý thế ngày nào nhà mình cũng đi sớm thế hà nội sao mình không đi xe máy cho nhanh ạ à? có một đoạn đường thôi mà trong ngõ chợ hẹp vướng đường lắm đi xe thì vào được mà ra khó lắm với lại tiện đi tập thể dục luôn cho khỏe người con muốn có sức khỏe giống nội thì phải nghe lời nội nghe chưa? Nhưng con thấy mệt quá nội à? Nội quay lại lườm tôi. Thanh niên gì mà yếu xìu. Có nhanh cái chân lên không thì bảo đây. Vâng, con biết rồi. Giờ là mùa hè nên 5 giờ dậy không ngại chứ. Đến nữa sang mùa đông mà nội cứ lôi cổ tôi dậy từ 5 giờ sáng thế này. Thì chắc tôi chết mất. Mà nội cũng kỳ thật. Nhà có điều kiện như thế mà không thuê người nấu ăn phải tự tay nấu mới chịu cơ. Mua mệt vào người như thế này đây. Tôi liền nghĩ ra cách để chọc nội Nội ơi con bảo này Mình đi chợ sớm dễ bị dính xương lắm nội ạ à, Mà những người già dính xương là không tốt cho sức khỏe đâu ạ à. Nội tôi ngó nghiêng Đâu? Xương đâu mà xương? Kìa nội nhìn lá cây hoa ở ven đường kìa Đó vẫn còn ướt xương đó nội Chính vì thế mà nhiều người đi tập thể dục Người ta hay đội mũ đó nội Xương sớm độc như vậy hả con? Vâng ạ à, Nên mai mình cứ thong thả rồi đi chợ nha nội Nhiều đồ ăn tươi ngon lắm Nội đừng có mà lo hết mà ở chợ hết thì mình vào siêu thị Mà đã là siêu thị thì cái gì cũng có nội ạ à. Nội không nói năng gì tôi cũng không biết là nội có tin lời tôi nói hay không Nhưng cứ đi được một đoạn nội lại ngẩng mặt lên trời Rồi đưa tay lên sờ đầu mình xem có bị dính xương không Nhìn cứ thấy buồn cười Nhưng tôi không dám cười vì sợ nội chửi Tôi đi theo nội một vòng quanh chợ mua đủ đồ ăn cho cả ngày rồi Hai bà cháu lại đi bộ lếch thách về Về tới nhà hai chân tôi đã mỏi dã rời luôn giờ con đi nấu nhé cá kho tiêu rau mồng tơi xào đó là nội còn bố mẹ con và thằng khanh thì ăn gì nội không biết đâu cũng may là bố mẹ chồng tôi dễ tính họ bảo tôi là nấu cơm rồi cả nhà ăn luôn cùng nhau cứ mỗi người một món thì tôi sẽ vất vả nấu cơm thì nấu cơm tôi sợ đếch gì tôi sắn tay áo lên và bắt đầu vo gạo cám cơm chuyện quá đơn giản hai phút là xong cám cơm xong tôi bắt đầu kho cá Công thức thì tôi đã hỏi bác Google rồi, nên cứ theo công thức mà làm thôi, dễ ợt. Tôi hỏi mẹ chồng tôi. "Mẹ ơi, nhà mình có cà phê không mẹ?" Mẹ tôi đang tưới cây cảnh bà gật đầu. "Có, trong tủ lạnh đó con ạ." Tôi mở vào tủ lạnh tìm hộp cà phê ra rồi ngắm nghía. "Cà phê chắc tốt cho sức khỏe nên món gì mình đọc người ta cũng bảo cho thì cà phê vào." "Cho thì cho, tôi nấu gần xong rồi." Mẹ chồng tôi vào. "Con nấu sắp xong chưa con?" "Dạ sắp xong rồi mẹ." rồi mẹ tôi nói nhỏ vào tai tôi bà nội hơi khó tính nhưng bà thích người khác khen nên khi mà mọi người đi hết con ở nhà lựa lựa mà khen bà nghe chưa tính bà đồng bóng lắm đấy lấy lòng bà một tí cho vui cửa vui nhà con nhé tôi gãi đầu thế ạ à? dạ con sẽ cố gắng để gia đình mình vui vẻ nhất có thể ạ à? ờ mà sáng ra con với bà đi chợ gặp mưa à sao từ lúc đi chợ về mẹ thấy bà đi gội đầu luôn mà trông vẻ mặt lạ lạ sao ấy tôi chợt nhớ ra cái chuyện tôi chọc bà nội À bà nội dính xương vào tóc thôi ạ à, Chứ không có chuyện gì đâu mẹ Vậy thì tốt để mẹ lên gọi thằng Khang dậy cơm nước Xong nó còn tới công ty không muộn Cấm nước xong xuôi tôi dọn cơm ra bàn Mọi người quây quần bên mâm cơm Không khí gia đình rất thoải mái và dễ chịu Khang còn không tin nổi khi thấy tôi tự tay nấu nướng Anh hỏi tôi Này em tự làm đấy à Sở dĩ Khang nói ngọt như vậy Là ở trước mặt mọi người Có khi hai đứa lại chửi nhau như chó với mèo Nếu không ở trước mặt mọi người Tôi cười nhẹ nhàng, dạ vâng ạ, bố mẹ chồng thì gật đầu hài lòng còn bà nội tôi lẩm bẩm. Cá kho màu cũng đẹp đấy nhưng không biết ăn có ra gì không. Tôi mở nồi cơm và sới cơm vừa sới thìa đầu tiên tôi giật mình. Cơm tôi nấu nát bét như cháo đặc và dính bè bè vào thìa rất khó sới. Ô sao nát bét thế này nhỉ? Bà nội mới ngó vào xem, thì ra là do dính thìa nên tôi vẩy vẩy cháo bắn thẳng vào chán bà nội. Bọng quá bà nội hết ấm lên và chạy thẳng vào nhà vệ sinh ghé vào vòi nước xả bố mẹ chồng tôi hoảng quá chạy vào xem bà thế nào còn tôi thì vẫn ngây ra chưa hiểu chuyện gì tôi liền hỏi khang có chuyện gì vậy ạ à? sao tự dưng bà nội lại hét toáng lên thế khang cau mày nhìn tôi hình như là cô vẩy gì vào mặt bà nội mạnh quá tôi cũng nhìn không rõ tôi còn ngân cổ lên cãi tôi có vẩy gì vào bà nội đâu nhỏ rồi bà nội tôi lững thững đi ra với vết đỏ ửng trên trán trời ơi rát quá con trinh kia mày tính hại bà đấy hả? bảo nấu cơm mà lại đi cắm cháo là thế nào? làm bà bị bỏng dưới đây này. con xin lỗi bà, nhưng con không hề cố ý đâu ạ. tại tự dung bà ngó vào nên mỹ bị, bị vậy đấy. con xin lỗi bà rất nhiều ạ. lần sau con sẽ để ý hơn. có bố mẹ chồng tôi nói đỡ cho tôi nên bà nội cũng nguôi ngoai không trách móc tôi nữa. nhưng cái vụ cháo đặc thì cả nhà tôi không ai nuốt nổi. nồi cá kho tiêu thì ăn vừa nhạt vừa lợ và đặc mùi cà phê mẹ tôi đổ cho con chó nó cũng không thèm ăn cho. Rau mồng tơi thì xào, vừa nhạt vừa lợ, thêm cả mùi cà phê nồng nên không thể hình dung ra đó là cái món gì nữa. Sau đó mẹ chồng tôi và Khang ra ngoài ăn phở rồi tới công ty. Ba nội cắm cơm, ngồi ở ghế chờ cơm chín. Đói bụng quá, bao giờ thì cơm mới chín đây? Tôi mới kìm bịch sữa tươi, vị dầu xuống đưa bà. Trong lúc chờ cơm chín vậy bà uống tạm hộp sữa cho đỡ đói bà ạ. Bà nội nhìn tôi nghi ngờ, sữa tươi à, bà chưa uống cái này bao giờ, vậy bà uống thử đi, ngon lắm luôn ạ, à. con đảm bảo là bà sẽ rất thích ạ. À. rồi tôi đưa bà hai hộp, còn tôi hai hộp, bà nội uống thấy là mồm lạ miệng gật gù, cũng ngon đấy. đấy, cháu đã nói rồi mà, ngon quên sầu luôn. rồi bà nội tôi khoái chị uống hết hai hộp luôn, còn dặn tôi là khi nào đi mua thì mua cho bà một thùng luôn, để bà uống dần. tôi chạy lên phòng gọi điện cho chị trúc và nhờ chị mua hộ cho luôn chỉ tới chiều thôi là bà nội đã có sữa dâu để uống luôn rồi rất nhanh và gọn lẹ tôi nắm buôn điện thoại với chị trúc một lúc rồi tôi đi xuống nhà để xem bà nội đã ăn cơm chưa để tôi cất dọn luôn thể thì xuống ăn tôi không thấy bà đâu cả ngó vào phòng bà cũng không thấy bà tôi lẩm bẩm ơ nội đi đâu rồi nhở đi mà không nói gì với mình thế tiếng bà nội vọng từ trong nhà vệ sinh ra nội ở trong này máy cho nội uống sữa dâu giờ nội đau bụng cần chết rồi đây còn chừng chết tiệt kia chờ nội khỏi thì mày chết đòn với nội Nội uống sữa dâu nên bị tào tháo đuổi Nội ngồi trong nhà vê khép xe rên rỉ chính ơi là Trinh mày làm khổ nội rồi Trinh ơi Tôi cứ đi đi lại lại ngoài cửa phòng để giải thích cho nội nghe Sao kỳ vậy Con cũng uống hai hộp sữa dâu mà con không có sao Mà nội lại bị đau bụng Chắc bụng của nội có vấn đề rồi chứ không phải là do sữa dâu đâu nội ạ Giờ mày lại đổ lỗi cho do nội đúng không Biết thế nội không thèm uống cho rồi Thì cả con cùng uống mà con có sao đâu con không sao thì là do nội chứ. Sao lại là sợ sâu được à? Nội ở trong gắt lên. Cái con này. Tôi ở ngoài cửa đưa tay bịt mũi. Nội vô duyên thật đấy. Cứ ngồi ở trong đấy mà thả bom bẹt bẹt đi nhé. Ở cái con này, nội đau bụng xì hơi mà mày cũng nói là sao? Đâu con có nói gì đâu ạ. À? Mày không mau đi mua thuốc cho nội đi, còn chờ đợi cái gì nữa hả? Dạ giờ con đi đây ạ, à. nội chờ con tí nha. Tôi đi mua thuốc về thì nội đang ngồi nhăn nhó ở ghế. Tôi vội lấy cốc nước để nội uống nước. Nhìn nội đau bụng nhiều như vậy tôi cũng thấy xót ruột Nội uống thuốc rồi nằm một lúc Thì nội thấy bụng không còn đau nữa Người cũng hồi lại rồi Nội mới quay sang tính sổ với tôi Lúc nội mệt thì nội nằm bẹp một chỗ Còn lúc khỏe thì nội lại đâu vào đấy Nội lửa mắt nhìn tôi Giờ nội mới xử mẹ đây Rốt cuộc thì mày cho cái gì vào sữa để nội uống vào nội đau bụng thế hả Tôi cãi ngay Sữa đập hộp mà nội Làm sao mà con có thể cho gì vào được chứ Con uống đâu có sao đâu Bụng dạ của nội có vấn đề nên mới bị vậy đấy rồi nội tức cầm trời đuổi tôi khắp nhà Sau vụ nấu cơm thất bại Nên tôi không phải nấu cơm nữa Nội tự tay nấu còn tôi chỉ là một chân sai vặt của nội Ăn cơm xong tôi rửa bát dọn dẹp xong Vừa đi đến phòng khách Thì tôi nghe thấy nội đang mách với mẹ chồng tôi Hôm nay con không ở nhà mà xem tin nữa Mẹ chết vì đau bụng đấy Mẹ chồng tôi hốt hoảng Sao có chuyện gì thế mẹ Mẹ bị đau bụng à Đau thế nào ạ à? Tất cả là tại cái trinh Nó cho mẹ uống sữa dâu đấy Nó uống thì không sao mà mẹ uống thì bị đau bụng đấy Mẹ chồng tôi liền giải thích cho nội hiểu. "Vậy chắc là do mẹ chưa uống bao giờ nên Mỹ bị đau bụng đấy ạ. Còn cái Trinh nó hay uống nên không bị làm sao. Thôi, chuyện qua rồi, có gì mẹ bỏ qua cho nó nha. Tụi trẻ bây giờ tính năng động và trẻ con lắm ạ, không giống như thời của mẹ con mình đâu ạ." "Ừ, mẹ biết, mà sao nó lại vụng thế con nhỉ?" Mẹ chồng tôi cười. "Thì nó bây giờ cũng giống như ngày xưa con đó. Con về đây con cũng đâu có biết làm gì đâu, sau đó mẹ dạy cho con biết đó chứ." Nên có gì mẹ con mình từ từ dạy bảo con bé nha Bà nội tôi gật đầu Ừ nó bụng thật nhưng được cái thật thà có sao nói vậy Chứ không có để bụng ai cái gì cả Có nó về nhà mình vui đáo để Tôi đứng ngoài nghe mẹ chồng tôi và bà nội nói vậy tôi cũng thấy yên lòng Tôi lên phòng nằm thì Khang đi làm về Chắc anh ta mới đi uống rượu về Người nồng nặc mùi rượu Giọng thì lại nhảy Chị ơi pha cho tôi cốc nước chanh tôi say quá Tôi đang nằm trên giường nên tôi không muốn dậy tôi bảo Anh xuống nhà bảo mẹ đi Tôi đang mệt Khang say giọng lại nhảy Cô là vợ của tôi thì cô đi pha đi Vợ kiểu gì mà chồng bảo pha nước chanh cho chồng cũng không làm Ơ anh quên à Chúng ta chỉ là vợ chồng dạ thôi Anh có phải là chồng của tôi đâu mà tôi pha Mơ đi nhé Sao cô ngang ngược thế hả Thế giờ cô có dậy đi pha nước chanh không Tôi vênh mặt lên Tôi không dậy đấy Anh làm gì được tôi nào Khang tức quá lao lên giường để tôi dậy thì tôi đạp anh ta bay xuống đất rồi anh ta điên quá đuổi tôi chạy khắp phòng rồi anh túm được tôi anh vác tôi lên vai vỗ vào mông tôi đen đét cô dám thách thức tôi à để tôi xem tôi xử cô như thế nào nhé anh ta còn xoay mấy vòng làm đầu tôi quay tít nên lúc anh ta thả tôi xuống tôi lảo đảo và ngã vồ lấy anh ta bốn mắt nhìn nhau tôi thoáng bối rối tôi xin lỗi khang có tí men trong người nên anh ta vuốt mái tóc tôi và kéo tôi lại gần anh ta gần tới mức mà tôi cảm nhận được hơi thở của anh ta trước mặt mình luôn. Tôi nhìn khuôn mặt đẹp và lạnh lùng của Khang. Bờ môi ấy với cái mũi ấy làm tôi thấy rất bối rối. Tôi khẽ nhắm mắt lại. Và tôi tưởng tượng ra tôi đang ở trong một vườn hoa đẹp. Bên cạnh là một người đàn ông yêu thương tôi, che chở cho tôi cả đời. Anh ấy hôn tôi đắm say, nụ hôn ngọt ngào tới mức tôi thấy mọi thứ xung quanh như dừng lại. Tôi đang ngất ngây trong hạnh phúc, tiếng Khang quát làm tôi tỉnh giấc. Này, Tự dưng đang nói chuyện cô lại chu cái mỏ lên làm cái gì thế Nhìn khiếp quá đấy Tôi như bừng tỉnh cơn mê Ôm mình mơ à Khang nhìn tôi lắc đầu Giấu người xấu cả nết Chồng cô trả ra làm sao cả Mau tránh xa tôi ra Tôi thấy ngại quá nên tôi lên giường chùm chăn kín đầu và nghĩ Mày đang nghĩ cái gì trong đầu thế mày Mày thích tên khốn khiếp ấy đâu Không, không thể nào Tôi nằm chùm chăn một lúc sau mới thỏ cổ ra ngoài xem Khang đâu thì tôi thấy Khang vừa tắm xong, anh quấn cái khăn tắm ngang người và nằm ở ghế sofa ngủ. Anh Khang ơi, anh ngủ rồi à? Chắc Khang đã ngủ rồi, nên không thấy anh trả lời tôi mới nhẹ nhàng đi lại gần và ngồi xuống. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy, đàn ông con trai gì mà đẹp như con gái vậy, già rẻ trắng trẻo. Tôi nói thật là tôi là con gái mà da còn đen nhẻm dần rùi, chứ đâu được đẹp như Khang. Anh đúng là cực phẩm rồi. Cái tính mê trai của tôi, nó lại nổi lên cuồn cuộn, cuộn người gì mà đẹp trai thế đến ngủ cũng đẹp hút hồn người ta thế này nhìn thôi đã thấy thích rồi hay mình thử sờ một cái xem cảm giác thế nào tôi mới đưa tay lên giờ vào đâu bây giờ nhỉ chỗ nào cũng đẹp chỗ nào cũng thích thế này cơ mà tôi quyết định sờ vào má khang sờ một cái thôi mà tôi thấy run thế tay cứ run bật bật trời run thế này thì sao mở sờ được chứ tay tôi gần chạm vào má khang thì khang cử động làm tôi giật mình và rụt tay lại khang mở mắt ra nhìn tôi Cô không ngủ đi, ngồi đây canh tôi ngủ à? Tôi ngại quá ấp úng. Có con mũi tôi đuổi mũi cho anh thôi. Không cần đâu, cô về chỗ của cô đi. Dạ. Tôi vội leo lên giường nằm chùm chăn kín mít. Trời ơi, mình lại bị quê nữa rồi. Rõ ràng là anh ta đang ngủ. Mà sao anh ta lại biết tôi đang có ý định sờ má anh ta nhỉ? Ngại quá đi mất. Nằm trong chăn mà tim tôi cứ đập thình thịch. Có lẽ tôi thích hàng thật rồi nhưng tôi sẽ giữ riêng tình cảm đó ở trong lòng thôi vì anh đã có người con gái khác anh và cô ấy còn hứa với nhau nữa cơ mà người giống tình cảm như anh ấy sẽ không vì một người không ra gì như tôi mà quên đi lời hứa đâu sáng nay khang mệt nên không tới công ty tôi mới lại hỏi anh không tới công ty ạ à? tôi mệt lát cô đi chợ mua cho tôi bắt cháo tự dưng thấy thèm cháo nghe khang kêu mệt mà tôi thấy sốt ruột quá anh mệt anh thấy trong người thế nào ạ à? có cần em mua thuốc cho không không cần thôi xuống nhà đi tôi đau đầu quá tôi muốn ở một mình vâng thế để em đi mua cháo cho ạ anh nằm nghỉ đi nhé chả hiểu từ khi nào mà một đứa ngang bướng như tôi lại trở nên dịu dàng bất thường như lúc này trước ở nhà bố mẹ tôi sai tôi đi đâu làm gì là tôi đưa hết cho chị trúc đi chị trúc nói một thì tôi cãi mười thế mà bây giờ ở cạnh khang tôi lại trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn như vậy đúng là khó hiểu thật chị ơi Bác nghe là bà nội cháu nói là thằng Khang ốm à Thế cháu thịt hai con gà đi Một là hầm cháo cho thằng Khang Còn một thì luộc chưa ăn nhé Tôi không biết thịt gà Nhưng trước mặt bác tôi không dám nói Tôi chỉ gật đầu Dạ Thế cháu ở nhà nhé Bác và bà nội sang bên chú Hưng một lát đây Bà nội và bác tôi đi rồi Khang thì mệt nằm im trên gác Bố mẹ chồng tôi thì tới công ty từ sáng sớm rồi Tôi thở dài nhìn hai con gà Mình đã thịt gà bao giờ đâu Tôi định kệ không thịt gà Nhưng tôi chợt nghĩ dầu khang ốm nằm đó Nếu có bát cháo gà nóng hổi thì ngon phải biết Anh tốt với tôi như vậy Thì tôi nên làm một cái gì đó Coi như là tôi trả ơn anh Tôi hít thở một hơi thật sâu để lấy động lực rồi quyết định Mình sẽ thịt gà để nấu cháo cho anh ăn Nhưng mổ như thế nào đây Tôi lấy điện thoại cho chị Trúc Chị này Chị ơi thịt gà như thế nào chị chỉ em với chị Ủa em mua gà hả Sao không bảo họ mổ luôn cho không phải em mua mà là có người biếu chị ạ Giờ nó đang ở trong lồng đây này Thế à Vậy em bắt siêu nước nóng đi Rồi em buộc chân gà lại Sau đó em treo ngược nó lên rồi cắt tiết Vâng em hiểu rồi ạ Cứ làm như mọi khi bố làm đấy Phải không chị Ừ đúng rồi Bố vẫn thịt gà cho chị em mình ăn đấy em Em nhớ cẩn thận không bị bỏng đấy Dạ em biết rồi Thôi em làm đây ạ Tôi tắt điện thoại rồi hào hứng đi làm việc Tôi buộc chân con gà ở cửa nhà VKC rồi lấy dao cắt tiết tôi cắt một phát nhưng hơi nhẹ lại không đúng mạch nên chỉ chảy vài giọt máu tôi đang định cắt thêm phát nữa thì con gà vỗ cánh phành phạch bụi bay lên làm tôi nhắm mắt lại tôi mở mắt ra thì con gà đã sổng ra nó chạy đi giữa bếp và kêu cục cục tôi hoảng quá hét lên ôi nó sổng ra rồi chết rồi mình phải bắt nó ngay tôi lao ra chạy đuổi theo con gà nhưng tôi càng đuổi thì con gà càng chạy tôi đuổi theo con gà mấy vòng quanh bếp mệt muốn tắt thở luôn Tôi ngồi xuống thở hát ra Mà con gà nó không chịu đứng im để tôi bắt chứ Tôi ngồi thở một lúc thấy đỡ mệt hơn Tôi lại tiếp tục đuổi theo để vồ con gà tiếp Tôi vồ trượt con gà Mấy phát liền Xong chảo bay rất loảng xoảng Không biết tôi vồ trượt con gà đã mất bao nhiêu lâu rồi Mọi thứ trong bếp vỡ hết cả rồi Mà con gà vẫn tung tăng chạy Cuối cùng tôi không còn sức lực Để đuổi theo gà nữa tôi mới đi lên phòng gọi Khang dậy Khang mở mắt ra nhìn thấy tôi đầu bù tóc rối Ở cổ lại có một ít máu gà Khang hốt hoảng quá Anh lại tưởng tôi bị làm sao Liền ngồi dậy Mặt cắt không còn hạt máu Trinh Có chuyện gì vậy Sao người em toàn dính máu thế này Tôi muốn nói với Khang rằng Anh xuống bếp bắt hộ em con gà với Nhưng tôi mệt quá Người cứ đờ ra Mồm lắp bắp không thành câu Nó nó chạy rồi cứu em Khang lại tưởng là tôi bị ai đó hại Mới thành ra nông nỗi thế này Mắt đánh trợn trừng lên giận dữ Ai đã làm chuyện này chứ Em mau nói đi Ai đã làm chuyện này Tôi ưu ớ không nói thành câu Nó ở trong nhà vệ sinh Bắt nó hộ em với Ngay lập tức Khang lao ra ngoài ban công cầm đoạn gậy sắt Rồi chạy xuống nhà nhìn thấy cảnh tượng bát đĩa nổi niều sòng chảo bay tứ tung khắp nhà Khang lại càng tin có trộm đột nhập vào nhà hơn Và lúc này trong đầu Khang đã nghĩ là trộm vào nhà Và tôi tên trộm đã có một cuộc ẩu đà rất kinh khủng Nên mọi thứ mới lung tung lộn xộn như thế này Khang đi chậm lại để nghe ngóng xem tên trộm đang ở đâu Thì Hải Nghe tiếng động trong nhà vệ sinh Anh liền đi lại gần và đe dọa Thằng khốn nạn Mày trốn ở trong đó à Có giỏi thì ra đây gặp tao này Tao sẽ nói chuyện với mày Mày không thấy mày hèn hạ khi ra tay với một cô gái yếu đuối hả Không có ai trả lời Khang giận dữ Có giỏi thì mày bước ra đây Sao mày phải trốn trong đấy hả Mày bước ra đây gặp tao Mày muốn lấy tiền đúng không Mau bước ra đây tao cho tiền này Vẫn không thấy ai trả lời Khang mới cầm cây sắt vụt vào cánh cửa nhà vệ sinh rầm rầm rồi anh quát ôm um lên Đồ cuốn kiếp, mau bước ra đây cho tao Tao đếm tới ba mà mày không bước ra đây gặp tao Thì tao đập mày chết luôn tại đây đấy Khang bắt đầu đếm Không thể tên trộm ra Khang mới điên máu đạp tung cánh cửa nhà vệ sinh Thì con gà trống từ trong nhà vệ sinh lao ra kêu Cục cục tắc Khang nhìn vào trong thì không thấy tên trộm nào cả Chỉ thấy con gà trống vừa chạy ra ngoài Với vết cắt cổ còn giang dở Nên máu nhỏ ra từng giọt Nó chạy khắp nhà bếp và kêu cục cục Khang thấy hơi xấu hổ vì vừa đã anh to tiếng quát nạt một con gà trống, thậm chí anh còn tuyên chiến với nó nữa. Cũng may là không có ai ở nhà, nếu không thì chắc giờ anh phải tìm chỗ trốn để bớt xấu hổ rồi. Tôi nằm nghỉ ở ghế, Khang đi lên, nhằm vào cổ tôi xem có phải là máu gà không. Thấy tôi không bị thương ở đâu, anh thở phào nhẹ nhõm. Trinh ơi, em có ổn không đấy? Nằm nghỉ một lúc, tôi đã ổn rồi. Em ổn rồi ạ. Thế anh đã bắt được nó chưa? Con gà trống đó hả? Vâng, Khang nhìn tôi xót xa Vì con gà đó mà em ra nông nỗi này à? Không mổ được thì để đó gọi anh dậy anh mổ cho Sao em phải cố như vậy để mệt cả người thế? Anh lại tưởng là trộm đột nhập vào nhà mình nữa đấy Tôi khẽ cười Vì em muốn thịt gà để nấu cháo cho anh Anh đang bị ốm mà Khang cao mày nhìn tôi Em ngốc vừa thôi Không biết làm thì mang gà ra quán người ta mổ cho đưa cho người ta mấy chục ngàn là xong mà Nhưng em muốn tự làm Nên nấu cho anh ăn mà Khang thở dài Thôi được rồi em muốn làm thế nào cũng được Nhưng giờ thì em lên giường nằm nghỉ đi Để vụ gà đó cho anh lo Giờ nhờ có em mà bếp nhà mình giờ tan tành hết rồi đấy Tôi thấy ngại nên cúi mắt xuống Em xin lỗi tất cả là do em Để em xuống giọt dẹp ạ Thôi anh xin em đấy Em lên giường nằm nghỉ một lúc đi Chưa dậy là mọi thứ xong xuôi hết rồi nào lên giường đi công chúa của tôi Trời ơi Anh ấy gọi tôi là công chúa kìa Tôi là công chúa Vậy hoàng tử là anh ấy ư Trời ơi sao tôi lại thấy hạnh phúc như thế này Người cứ lâng lâng Bồng bềnh Con hồn thì bay thẳng lên tận mây xanh Mặt mũi thì đờ ra rồi Cứ đứng ngay ra nhìn anh Này Em làm sao thế Trinh Tôi cười ánh mắt lim dim Em có sao đâu ạ Khang cao mày Không sao thì lên giường nằm mau lên Đừng để anh bị cáu Dạ tôi leo lên giường nằm khang đắp chăn cho tôi rồi đi xuống dưới nhà bếp vì hạnh phúc quá nên tôi nằm mơ tưởng về câu chuyện tình yêu của nàng công chúa tôi tưởng tượng ra bao nhiêu là chuyện tình cảm lãng mạn của công chúa và hoàng tử phải một lúc sau tôi mới ngủ được tới trưa tôi tỉnh giấc và đi xuống nhà thì nhà bếp đã được dọn sạch sẽ một con gà luộc chín đang nằm trên bàn chờ nguội để chặt ra đĩa còn khang thì đang nấu cháo cháo gà thơm lan tỏa khắp nhà trời ơi hoàng tử của tôi đã làm hết những công việc này ư Người gì đâu vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi lại còn khéo tay thế này Trời ơi Tôi thấy đau tim quá mà Em thấy trong người thế nào rồi Tôi còn mại ngắm anh nên không nghe thấy gì Khang quay lại nhìn tôi và hỏi lại Em thấy trong người thế nào rồi Trinh Tôi giật mình À em khỏe rồi ạ Mà tự tay anh dọn dẹp mổ gà và nấu cơm nước ư Ừ Anh làm cũng không tệ đâu Làm gì mà em ngạc nhiên vậy Tôi gãi đầu dạ em không nghĩ một người hoàn hảo như anh lại tự tay vào bếp làm những việc này đâu em thấy rất bất ngờ đấy ạ khang cười trước anh ở bên mỹ một mình anh phải tự làm tất cả những công việc này mà nên em đừng nói là anh là người hoàn hảo nữa nhé anh không hoàn hảo như em nghĩ đâu sao anh lại nói vậy thôi ngồi xuống đi mình ăn cháo nhé bà nội vừa gọi trưa nay bà và bác ăn cơm bên nhà chú rồi dạ tôi và khang ngồi ăn cháo đây là bữa trưa tuyệt vời nhất kể từ ngày tôi bước chân về ngôi nhà này và hôm nay Sau cái vụ anh khiêu chiến đánh nhau với con gà trống xong Thì anh ấy đã nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm với tôi rồi Không còn cộc cằn như trước nữa Ăn tráng xong anh đi gọt hoa quả cho tôi ăn nữa Tôi ngồi vừa ăn được miếng táo Thì anh có điện thoại nhìn màn hình tên là Ly Anh vội vàng để con dao xuống và cầm điện thoại nghe Ơi anh đây Anh ơi em buồn quá Em buồn chuyện gì Nói với anh nghe được không Chị Ly cứ khóc nước lên Anh Khang phải dỗ dành Chị ấy mấy thôi không khóc nữa rồi anh Khang động viên chị ấy đi chơi Vậy là anh sẽ ở bên chị ấy hai ngày cuối tuần này sao Tôi thấy hơi buồn Và thấy mình đang ghen Nhưng tôi lấy tư cách gì để ghen bây giờ Khi tôi chỉ là một cô vợ giả Tôi ngồi im lặng và suy nghĩ Rồi tôi tự vào Vạ và vào mặt mình một cái Khang nói chuyện với người yêu xong Anh lại gọt táo tiếp Em ăn đi Ăn nhiều vào nhé Tôi gật đầu Vâng Ăn táo xong tôi định đi lên phòng nằm thì bà nội và bác tôi đi chơi về vừa đi vào bà nội tôi mắt tròn xoe trinh ơi con thịt gà xong xuôi rồi hả con khang cười trả lời hộ tôi vâng ạ nội ăn cháo gà nhé ngon lắm nội ạ nội tôi tưởng tôi làm hết mọi thứ nên nội cứ gật đầu ưng ý nội tôi còn gọi bác xuống mỗi người ăn thêm một bát tô cháo nữa đang ăn thì nhân viên giao hàng mang đồ tới nội ngạc nhiên hỏi khang ơi người ta mang đồ gì đến thế con Dạ con thấy đồ đạc trong nhà bếp cũ hết rồi nên con đặt mua đồ mới đó nội ạ. Nội mắt tròn xoe ngạc nhiên. Ơ, nhà bếp mình đều là đồ mới mà con, sao lại thay hết thế? Khang già bóp vai nịnh nội. Vẫn mới nhưng mà lâu lâu mình cũng phải thay đồ mua mới để ủng hộ cho những người bán đồ chứ nội. Chứ không thì người ta bán cho ai, nội thấy con nói có đúng không nào? Nội thì cứ tò mò hỏi Khang thế nọ thế kia, còn tôi thì xấu hổ quá nên tôi đi lên phòng đóng cửa lại. Sáng thứ bảy, Sáng dậy sớm, 5 giờ sáng tôi đã thấy anh dậy. 8 giờ sạch sẽ đứng chải chút ở trước gương. Tôi mới tỉnh giấc nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng nào để dậy sớm cả. Đúng là có hẹn với người yêu có khác, dậy sớm chảy chút để đi hẹn hò mà. Thấy tôi tỉnh giấc nên anh nói. Anh đi nhá. Tôi thở dài. Bao giờ anh về? Sáng thứ hai, anh về anh mua quà cho. Không cần đâu, chúc anh chị đi chơi vui vẻ nhé. Ừ, cảm ơn em. Khang đi đón đi, Chị ấy về nhà ngoại hai ngày thứ bảy và chủ nhật nên anh Khang tranh thủ đưa chị ấy đi chơi bù những ngày tháng xa cách. Bà nội lên gọi tôi dậy để đi chợ nhưng tôi muốn dậy. Tôi cứ nằm ì ra đó. Bà nội lại gần tôi hỏi. Chị ơi con mệt à? Vâng con thấy mệt lắm nên nội đi chợ một mình đi ạ. Ừ mệt thì nghỉ đi để nội đi một mình cũng được. Thì ăn cháo không nội mua cháo cho. Không con muốn ăn phở cơ. Con ghét cháo rồi đặc biệt là cháo gà. Con rất ghét Ừ được rồi, phờ bò nhé. Nội tôi đi ra ngoài cửa rồi nội chạy vào nhìn tôi với ánh mắt giò rét. Hay là con có thai? Dạo này nội thấy con trông xanh xao lắm chinh ạ. Hay là con có thai hả? Dạo này nội thấy trông con xanh xao lắm chinh ạ. Tôi giật mình khi nghe nội hỏi vậy. Không không, tuyệt đối không có chuyện con có thai được đâu ạ. Con đã đi khám chưa? Mà con nói vậy, hai đứa lấy nhau cũng một tháng rồi, có thai là chuyện bình thường mà. Tôi thở dài. Con không có thai Thôi nội đi chợ đi Không lại muộn không mua được đồ tươi ngon bây giờ Ừ nội đi đây Con nằm nghỉ đi nhé Tôi nằm ỉ ra đó Khang đi gặp người yêu Nên tôi buồn tôi không muốn dậy Nội đi chợ về mang phở lên phòng cho tôi Gọi tôi dậy ăn Nhưng tôi không muốn dậy Chị ơi con dậy ăn phở đi Không lát nguội không ngon đâu con ạ à. Tôi thở dài Con không muốn ăn đâu nội à Nội cứ để đó lát con ăn sau Ở cái con bé này Lát để nó trương phành lên à Thôi dậy, cố ăn vài miếng đi cho khỏe Nội nói nhiều quá nên tôi mới ngồi dậy Tự dưng mùi thịt bò nồng nặc Sọc thẳng lên mũi Làm tôi buồn nôn tôi chạy vào nhà Với kép xê nôn ẹ Nội thấy vậy tròn xe mắt lên Đúng thật rồi, con có thai thật rồi Đúng là tin mừng Ôi bà thương, bà thương Có cái thai là ôm ngén luôn Con thấy khó chịu lắm phải không Ngày xưa mẹ chồng con cũng như vậy đấy Ngén ngầm khổ sở lắm tôi nôn xong hoa hết cả mắt choáng hết cả đầu bà nội thì cứ sốt sắng hỏi han xem tôi thích ăn gì để nội mua cho tôi nhắn nhỏ nội kỳ thật con có thai đâu con mệt nên mới vậy thôi ạ à. làm sao mà con có thai được khi tôi chợt dừng lại vì nhớ ra là mình không được nói lung tung lộ hết nội hỏi thế tại sao lại không thể có thai được khi cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh ngày trước lúc mẹ chồng con chữa thẳng khang cũng như con bây giờ con mắt nhìn người của nội chuẩn lắm không lệch được đâu chiều nội đưa con đi khám nhé tôi nói là tôi không có thai nhưng nội không tin nội cứ nói là tôi giấu nội tôi mệt nên không muốn giải thích gì thêm nữa giờ nội muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói dù nội có nói thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể có thai được thậm chí tôi và khang còn chưa nắm tay lần nào thì có thai bằng niềm tin à đến chiều tôi và nội đang ngồi nhà rau để chuẩn bị nấu cơm thì khang về mà không phải anh đi về một mình đâu anh về cùng với chị Ly. Tôi và nội vô cùng ngạc nhiên khi thấy Khang đưa Ly về. Ly lễ phép chào. Con chào nội ạ. Nội tôi vốn không ưa gì Ly cả, nhưng bà vẫn cố tỏ ra bình thường. Ừ, Ly đấy hả? Dạ, lâu rồi không gặp nội có khỏe không ạ? Ừ, nội vẫn khỏe. Thế còn con, chồng và con gái của con có khỏe không? Bà nội cố ý nhắc tới chồng và con gái Ly, để chị ấy còn nhớ là mình là người đã có chồng con rồi, khiến ly sầm cái mặt xuống rồi cô gật đầu dạ chồng và con gái của con vẫn khỏe nổi ạ rồi sau đó bà nội và ly ngồi nói chuyện với nhau khang tranh thủ tới công ty giải quyết chút công việc tôi thấy mình là người thừa nên tôi đi nấu cơm thì nội liền ngăn tôi lại gái trinh cứ để đó không phải nấu nướng gì đâu người đang ngén mệt lại còn đi nấu cơm à ly nghe nội nói như vậy chị ấy vô cùng ngạc nhiên chị ấy nhìn tôi chằm chằm và hỏi trinh đang có thai ư Tôi còn chưa biết trả lời thế nào Thì nội đã nhanh mồm nói Ừ, vợ thằng Khang đang mang thai đấy cháu ạ à. Thằng Khang nhìn vậy mà chiều vợ lắm Lúc biết vợ nó có thai Nó lại càng chiều vợ nó hơn Nội tôi nói như vậy là nội cũng có mục đích của nội Nội muốn nhắc nhở Ly rằng Khang rất thương tôi Để chị Ly biết suy nghĩ Mà rời xa Khang Ly mặc dù biết Khang và tôi là vợ chồng già Nhưng nay lại nghe nội nói tôi có bầu Khiến cho chị ấy đang cảm thấy hoang mang Và bắt đầu nghi ngờ Khang chị ấy nghĩ bụng Có khi nào Khang nói dối mình không Tôi vào bếp nấu cơm Nhưng bà nội không đồng ý Bà lôi tôi lên các nằm Bà ơi để cháu nấu cơm Không sắp tối rồi đấy bà Chả cơm nước gì hết Kệ chúng nó đi Cháu vào nằm chơi đi Bà cũng về phòng nằm đây Hôm nay bà cháu mình không làm gì hết Nhưng mà hôm nay nhà mình có khách mà Thôi để cháu xuống cơm nước Không chỉ lại cười cháu Có mỗi việc nấu cơm mà cũng không làm được Bà nội cao mày nhìn tôi ai cho phép nó cười cháu nó mà cười cháu nội sẽ vả vào mặt nó nó nghĩ nó tốt đẹp lắm à có chồng con rồi mà cứ bam lấy thằng khang cái loại không ra gì đó có tư cách gì để cười cháu chứ nội cứ nói rõ to làm tôi sợ kìa nội nói nhỏ thôi không chị ấy nghe tiếng nó nội nội nói đúng mà nên nội chả sợ để nó biết thì càng tốt nghe đi mà ngẫm xem nội nói có đúng không thôi con xin nội nội không nói nữa chuyện này mình nói sau nha Ừm, vậy vào phòng nghỉ đi, tối nay hai nội cháu mình đi nhà hàng ăn nhá, chả phải hầu ai hết. Để xem bao giờ nó mới chịu đi về. Ly ngồi ở phòng khách một mình, mặc dù cô là khách nhưng bà nội không thèm tiếp. Khát nước thì cô tự đi mà lấy, đói bụng cũng không có gì ăn, bếp vẫn lạnh tanh. Mãi tới 6 giờ, bố mẹ chồng tôi về thấy Ly ngồi một mình ở phòng khách, mới hỏi. Ly mới tới chơi hả cháu? Dạ vâng, hai bác mới về ạ. Thế bà nội và Trinh không có ở nhà hả cháu? Dạ có ạ, bà nội với Trinh ở trên gác ạ. Bà Hoa ngạc nhiên. Ở nhà sao bà không nấu cơm nhỉ? Cả cái Trinh nữa sao lại không cơm nước gì nhỉ? Bà Hoa đi lên phòng bà nội và gọi. Mẹ ơi mẹ, sao thế? Mẹ mệt à Ờ, váng đầu. Thế mẹ uống thuốc chưa ạ? Uống rồi. Cái Trinh nó cũng đau đầu nên không nấu cơm được. Còn xuống bọc cái ly rảnh quá thì nấu hộ đi nhá. Đừng có về làm phiền cái Trinh để nó nghỉ ngơi. Dạ vâng, có nhớ rồi ạ. Mẹ cứ nghỉ đi ạ Bà Hoa vội đi xuống mà mở tủ lạnh ra lấy thức ăn, rồi sắn tay áo lên nấu nướng. Ly cứ nằm ở phòng khách nghịch điện thoại cũng không xuống phụ bà Hoa. Một lúc sau Khang về thấy mẹ nấu cơm, anh liền nói: "Cả nhà mình hôm nay ra nhà hàng ăn nhé, mẹ không phải nấu đâu ạ?" À. Bà Hoa định dừng lại không nấu nữa thì Ly khẽ nói: "Không được đâu anh ạ. À. Giờ thấy em xuất hiện là họ sẽ chụp hình em để đăng lên đấy, mà đăng lên thì lộ hết anh ạ. À. Em và anh không thể đến những nơi đông người được đâu." mặt khang thoáng buồn ừ anh quên bà hoa lại tiếp tục nấu nướng rồi gọi ship thêm vài món ăn nữa ly cũng không thèm ra phụ bà một việc gì vì tôi nằm trên phòng rồi ly và khang ngồi ở phòng khách đến nhà bạn trai chơi có bố mẹ bạn trai ở đó mà ly không có ý tứ gì hết cứ nằm gối đầu lên đùi khang ngay tại phòng khách luôn bố mẹ khang không thích đâu nhưng vì ly mới tới nên ông bà chưa muốn nói chẳng lẽ cô vừa tới lại đuổi cô đi luôn bà hoa vừa nấu cơm vừa lườm còn gái hay con nữa, Hư thần mất nết Có chồng có con rồi mà cứ tới nhà bạn trai nằm ướt điệu ra đó Thấy ghét 7 giờ tối bà nội gọi tôi dậy Để hai bà cháu ra quán ăn Đi xuống phòng khách nhìn thấy Ly đang nằm gối đầu lên đùi khang Nội ngứa mắt nói Đây là phòng khách nhà bà đấy cháu ạ à. Cháu có ý tứ một tẹo Kẻo ai tới lại bảo bà và bố mẹ thằng Khang không dạy được con được cháu Ly vội ngồi dậy Dạ cháu xin lỗi Khang cười đỡ lời cho người yêu Nội à Ly cũng là con cháu trong nhà mình rồi mà nội Nội đừng có mà nói cô ấy tội nghiệp Bà nội nhìn tôi rồi nói Cái Trinh mới là con cháu của bà Chính bà đón nó về đây danh chính ngôn thuận Còn những người không mời mà tới Thì bà không có hậu hàng gì hết nhá Ly tức lắm chị ấy cứ nhìn tôi chằm chằm Tôi cũng kệ Vì việc này không liên quan tới tôi Nên tôi không quan tâm làm gì cho mệt xác cả Mẹ chồng tôi mới đi lại gần và nói Nội dậy rồi ạ à, Con nấu cơm rồi Mình đi ăn nha nội Xin ơi con ra dọn cơm để nhà mình ăn nha con." Nội liền kéo tay ra cửa. "Thôi, hai bà cháu tôi ra quán, ở nhà ăn để hầu mấy người à? Ái thích, hầu thì người đấy đi mà hầu hạ chúng nó, còn hai bà cháu tôi không bao giờ nhé." "Ơ kìa mẹ, con nấu xong hết cả rồi mà mẹ. Mẹ ơi, không mẹ con gì hết. Đi thôi Trinh, bà cháu mình đi." "Dạ." Tôi và nội đi ra vậy taxi ra nhà hàng ở gần đó ăn, nội tôi rất nhiều tiền nên nội tôi bao hết. Nội cứ kể chuyện nội thời trẻ cho tôi nghe để tôi bớt buồn chuyện anh Khang và chị Ly đi. Hai bà cháu vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Bà Hoa dọn cơm ra bàn rồi vào gọi. Hai đứa ra ăn cơm đi. Hàng lên gác gọi bố đi. Hàng đi lên gác rồi Ly mới khẽ nói. Con tới mà nội không ở nhà ăn cơm, nội kỳ thật đấy. Bà Hoa liền nói. Nếu không vì nghĩ tới thằng Khang thì bác cũng ra quán ăn rồi đấy. Chứ không phải riêng gì bà nội với cái chinh đâu cháu ạ bác nói vậy là có ý gì ạ à? hay là bác đang đuổi khéo cháu ạ à? khang đi xuống nghe thấy vậy liền vội nói thôi thôi em không nói nữa mẹ không có ý gì đâu nhà mình ăn đi bà hoa thở dài thôi mẹ không muốn ăn nữa mẹ vào phòng đây ông khanh nhăn mặt thôi mình à mình ăn cơm đi đừng có như vậy mà em không muốn ăn ông khanh đi theo bà hoa vào phòng rồi nịnh vợ hay vợ chồng mình ra ngoài ăn nhé anh đói quá bà hoa gật đầu đồng ý Vâng, thì mình đi luôn nhé. Em mà biết bà nội về cái trinh không ăn cơm ở nhà thì em cũng không thèm nấu rồi, mệt người. Em đừng có mà già xấu. Vợ chồng mình ra ngoài ăn, rồi đi xem phim đi, cũng lâu rồi, mình chưa đi rồi em nhỉ? Bà Hoa cười tít mắt. Vâng, đi thì đi, nhưng mà xem phim Hàn Quốc lãng mạn nhá, em không thích phim võ thuật đâu. Được rồi, để em chọn đấy. Khang và Ly ngồi ăn cơm một mình, thức ăn nhiều quá, Khang ngao ngán. Nhiều đồ quá mà mọi người không ăn cơm ở nhà, mình sao ăn hết nổi. Ly thở dài. Thì anh định thế nào? Giờ em ở đây rồi mà mọi người cứ thái độ với em như vậy, em không thể chịu được ấy. Em đừng lo, anh sẽ nói chuyện với nội và mẹ. Việc em cần làm là ly hôn với chồng em đi để chúng ta có thể công khai đến với nhau, chứ cứ lén lút như bây giờ anh không thích đâu. Vâng, em biết rồi. Em sẽ ly hôn với thằng giả đó, còn anh thì cũng lo mà giải quyết chuyện hôn nhân hợp đồng của anh với cái Trinh đi. Cứ để nó ở chung phòng với anh như vậy em không yên tâm đâu. Ừ, anh biết rồi chỉ là bản hợp đồng thôi mà. Thế giờ muốn em ra ngoài chơi cũng không được à?" Lý lắc đầu. "Không được đâu, em là diễn viên mà, giờ ra ngoài là người ta sẽ để ý, rồi họ sẽ chụp hình chúng ta tung lên mạng. Nếu để thằng già chồng em nó biết, nó sẽ điên lên rồi nó không cho em nuôi con thì em chết. Nên bây giờ em sẽ ở yên ở đây thôi, ly hôn xong rồi tính anh ạ." Khang gật đầu, nhưng trong lòng anh thấy không vui. Anh không thích cái cảnh yêu đương lén lút như thế này và anh không muốn bị coi là kẻ phá hoại gia đình người khác. Khang và Ly ăn cơm xong rồi, ngồi nghỉ chán chê rồi, nhưng Ly không muốn cất dọn rửa bát, cô nhìn Khang cười. Sao nhà mình không thuê giúp việc hả anh? Giờ ăn no bụng rồi em chỉ muốn đi nằm thôi, không muốn rửa bát đâu. Thì tại bà nội và mẹ muốn tự làm, nên anh không thể làm gì khác được. Em chịu khó một tí nhé, anh sẽ dọn phụ với em, hai người làm một lát là xong thôi mà. Ly xị cái mặt xuống. Không Rửa bát để hỏng hết móng của em à Cứ để đó lát mẹ về rửa dọn Em không có dọn đâu Nói xong Ly đi ra phòng khách ngồi uống nước Khang không biết phải nói gì với Ly nữa Vì anh cũng biết cô là diễn viên Mà cô sẽ chẳng bao giờ động tay vào những việc này đâu Anh thở dài rồi tự cất dọn một mình Ly thấy vậy liền nói Anh thích thì anh cứ dọn đi Mà ngày mai anh thuê người giúp việc đi Bỏ ra vài triệu một tháng thôi là khỏe người Bà nội với mẹ là khậu quá rồi Khang không nói gì Anh lặng lặng rửa bát anh muốn rửa cho nhanh vì anh sợ lúc anh đang rửa bát thì mọi người về thấy mọi người sẽ cười anh nhưng ngay lúc đó cả nhà cùng về một lúc vừa nhìn thấy khang rửa bát bà nội đã la lên khang ơi cô đang làm cái gì thế khang giật mình quay lại thấy mọi người anh ngại lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường bà nội và bố mẹ đã về rồi ạ à? nội lừ mắt nhìn khang sao con phải rửa bát làm gì cho mệt cứ ném hết vào thùng rác đi mai khỏi phải nấu nướng làm gì cho mệt con ạ à? Khang cười gượng Thôi mà nội Con giận một lúc là xong thôi ạ à. Mẹ chồng tôi thở dài Đẻ nó ra nuôi nó lớn nhưng đã bao giờ Nó rửa bát giúp cho mẹ nó đâu Vậy mà hôm nay nó lại làm cho một người dưng như thế Đúng là đau lòng thật Tôi nhìn Khang rửa bát tôi không đành lòng Nên tôi lại nói Để em làm cho Anh ra ngồi chơi với chị Ly đi Ngay lập tức bà nội kéo tôi đi Kệ nó đi con Nó thích làm thì để nó làm Con lên gác nghỉ ngơi đi Nó ăn được thì nó dọn được mình hơi đâu mà lo chuyện bao đồng hả con Nhưng mà Nhưng nhưng cái gì Con đi lên gác ngay kệ chúng nó Nội kéo tôi đi thẳng Còn bố mẹ chồng tôi cũng đi về phòng luôn Không ai thèm nói chuyện với Ly cả Khang rửa bát xong ra bảo Ly Em vào dặn phòng đi Để anh đi lấy ga gối mới Ly xị mặt Em không ở phòng đó đâu Phòng đó lâu không ai ở cứ hôi hôi kiểu gì Sao chúng ta không lên phòng ngay ngủ Rồi đuổi con Trinh xuống phòng đó Không được đâu để trinh ở phòng đó đi anh và em xuống dọn phòng kia cũng được mà bà nội và bố mẹ không đồng ý thì mình đừng có gây sự thêm nữa không mọi chuyện lại càng phức tạp hơn đấy nhưng em không thích em muốn ở phòng con trinh đang ở cơ khang gắt lên ly em đừng như vậy nữa có được không anh mệt mỏi lắm em đừng có gây chuyện nữa thôi mình đi dọn phòng đi ly cũng gắt lên thuê người giúp việc không thuê giờ làm gì cũng đến tay mắc mệt khang cười nhạt thế em nghĩ anh thích làm những việc này lắm mà nếu em không phải diễn viên nổi tiếng thì mọi chuyện đã khác rồi chúng ta đàng hoàng ra đường mà không sợ ai hết chúng ta thuê khách sạn ở cho nhàn thân nhưng bây giờ thì sao em thậm chí còn không dám thò mặt ra khỏi cửa vì sợ lộ em không dám ra đường cùng anh chúng ta lúc nào cũng phải lén lút em sợ chồng em biết đúng không sao em không dám công khai anh nói em sẽ ly hôn mà rồi em công khai đi em có dám không anh có thôi đi không hả à? Em nói sẽ ly hôn mà Anh phải chờ em chứ Mới có thế mà anh đã nản rồi à Anh vẫn chờ mà Anh chờ em 2 năm rồi mà Giờ anh vẫn chờ em đó thôi Nhưng thái độ lấp lửng của em làm anh thấy mệt mỏi Anh muốn mọi chuyện rõ ràng minh bạch Em có hiểu không Khang và Ly nói to lắm Ở trên phòng tôi nghe rõ luôn Tôi thấy mệt mỏi thay cho Khang Đúng là khi yêu người ta mất hết lý trí vậy đấy Và tôi biết bây giờ Khang đang rất mệt mỏi Tôi thấy thương anh Nhưng không biết phải giúp anh như thế nào chỉ mong anh luôn tỉnh táo để không bị rơi vào tình thế khó xử. Bà nội thấy Khang và Ly nói nhau to thì bà tháo cổ xuống bảo. bé mồm thôi cho tôi còn ngủ. Anh chị muốn cãi nhau thì ra đường mà cãi, đừng có cãi nhau ở nhà tôi. Ly biết mình không thể ra ngoài lúc này nên cô im lặng đi vào phòng quét dọn. Còn Khang thì đi la lấy ga gối mới. Bà nội gọi Khang vào. Con thay ga gối xong lên phòng với cái Trinh nhé. Để Ly ngủ đó một mình Nội vẫn còn sống đấy, nên con sống tử tế chút đi. Bao giờ nội chết đi rồi, lúc đó con muốn làm gì cũng được nhá. Khang thấy khó xử, anh không biết phải nói thế nào để bà nội hiểu nữa. Tiếng ly gọi ở dưới. Anh Khang ơi, anh làm gì mà lâu thế? Bà nội liền rằng lấy chăn gối từ tay Khang và nói. Để nội xuống ngủ cùng nó, con cứ về phòng với cái trinh đi, nhanh lên. Thôi thôi để mang, con mang xuống ạ, à. nội cứ về phòng ngủ đi nội. Bà nội lừa mắt, nội bảo con về phòng với cái trinh mà. Giờ nội nói con không nghe nữa đúng không? Nếu con không nghe lời nội thì con đưa cái ly ra khỏi nhà đi. Từ giờ bà sẽ coi như không có đứa cháu như con nữa. Khang dù có thương ly, nhưng anh cũng không thể vượt qua được ánh mắt của nội. Anh đồng ý để nội xuống ngủ cùng ly. Ly ở dưới phòng lâu không thấy Khang, cô cứ lẩm bẩm Nói là đi lấy ga gối. Sao mà mãi vẫn không xuống? Làm gì ở trên đấy không biết. Nội lưỡng thưởng đi vào. Nội đây. Ly giật mình, Ơ sao lại là nội Anh Khang đâu rồi ạ à? Nó về phòng ngủ rồi Nó ngủ về cái trinh vợ nó chứ Ly thức sôi máu lên Sao anh ấy dám để con ngủ một mình chứ Nội gọi anh ấy xuống đây cho con đi Thế con ngủ một mình thì làm sao nào Ly hạ giọng xuống Con sợ ngủ một mình lắm Lại lại nhà nữa con sẽ không ngủ được Nội gọi anh Khang xuống đây với con đi Nó ngủ rồi Nếu con sợ thì nội sẽ ngủ đây với con Ly vùng vằng Nhưng con không thích ngủ cùng nội Nội biết rõ thế nào mà Sao nội vẫn cố tình hả Nội bình thản trả lời Thế con nghĩ nội thích ngủ cùng con à Chẳng qua nội muốn cái nhà này được bình yên thôi Giờ thì đi ngủ Đúng là khách quý mỗi lần tới chơi là phải kèm như kèm kem thế này Con không hề bắt nội phải kèm con Tại nội cứ thích kèm mà Nếu không kèm để con muốn làm gì thì làm mà Cái nhà này nó còn có nóc con ạ à. Bản thân con đã có chồng có con rồi Suốt ngày còn dây dưa với thằng Khang làm gì trước thằng khang nói chưa lấy vợ thì không nói nhưng giờ nó đã có vợ rồi con không có lòng tự trọng à nói nhẹ không nghe cứ thích người ta chửi mắng vào mặt như thế này sao ly bật cười vì anh khang yêu con nên con mấy dây dưa như vậy đấy nội nghĩ anh khang cười trinh là vì tình yêu ư nội nhầm to rồi anh khang và trinh chỉ là vợ chồng giả thôi nội ạ à. một đám mà cười giả cùng với bản hợp đồng hôn nhân thời hạn một năm thôi nội à một năm nữa hết hạn con trinh sẽ cút khỏi đây cùng với một tỷ rưỡi nội bất ảo tưởng đi nội bà nội vô cùng hoang mang khi nghe ly nói vậy bà trừng mắt cô vừa nói cái gì hả đám cưới giả ư ừ. cô nói linh tinh cái gì thế ly cười nhếch mép nội không tin thì bây giờ lên hỏi anh khang với trinh đi để xem có phải là con nói linh tinh không con nói rồi người anh ấy yêu là con còn trinh chỉ là người vợ hờ của anh ấy thôi bà nội sốc lắm vậy là hơn một tháng nay bà bị lừa bà ngồi xuống giường lặng im suy nghĩ nhưng thay vì nội giận lên gọi khang và trinh dậy để chất vấn thì bà lại bình tĩnh và đi ngủ không có động tính gì ly thấy bà nội lên giường nằm nhưng không có chuyện gì thì cô ta ngạc nhiên lắm bởi cô ta đang nghĩ trong bụng rằng khi bà nội biết sự thật bà sẽ lao lên gác gọi khang và trinh dậy để hỏi đầu đuôi câu chuyện và trinh sẽ bị bà tống cổ ra khỏi ngày ngay hôm nay nhưng ly lại bị thất vọng bởi bà nội không hề tức giận hay nói năng gì cả nội nội biết sự thật động trời đó mà nội vẫn bình chân như vậy thế này ạ à? thế theo cô thì tôi phải làm gì con tưởng nội sẽ phải lên hỏi ra lẽ rồi tống cổ con trinh ra khỏi nhà chứ sao nội vẫn bình thản như vậy bà nội thở dài mặc dù nó chỉ là đứa cháu dâu giả của tôi nhưng tôi vẫn thấy thương nó hơn cái loại người như cô cô là mẹ rồi mà cô bỏ mặc con mình để chạy theo người khác thì cô còn xấu xa đáng trách hơn cả cái trinh đấy thôi đi ngủ đi lại nhại nhiều đau đầu ly tức lắm nhưng vì có bà nội ở nó nên cô không thể làm gì được lên giường nằm nhưng ly cứ chằn chọc không ngủ được cô cứ lăn qua lăn lại đánh động làm bà nội khó ngủ bà quay ra gắt lên cô không ngủ thì cô cũng phải nằm im để người khác ngủ chứ người gì mà một chút ý thức cũng không có thế rồi ly tò mò hỏi thế sáng mai nội sẽ xử lý chuyện đó thế nào ạ nội bình thản trả lời chả làm gì cả nếu là hôn nhân hợp đồng thì cứ để tới lúc hết hợp đồng thì chúng nó tự bỏ nhau vậy thôi tôi chả bận tâm nữa kệ chúng nó muốn làm gì thì làm ơ okay, kiệt nội nội bị lừa như vậy mà không có ý kiến gì là sao đáng lẽ nội phải làm um lên rồi đuổi con trinh đi chứ tôi chả quan tâm để hết một năm chúng nó tự giải tán tôi bận tâm làm gì cho mệt ngủ đi đừng nói nữa váng hết cả đầu ly tức lắm nhưng thái độ của bà nội cứ bình thản như thế thì cô biết phải làm sao đây cô thở dài và nhắm mắt vào ngủ bà nội miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng bà đang suy nghĩ nhiều lắm bọn này giỏi thật dám lừa mình bọn nó làm vợ chồng giả để lừa mình vậy sao mình không biến vợ chồng giả thành vợ chồng thật để bọn nó thành vợ chồng thật luôn nhỉ rồi bà nội nằm suy nghĩ xem sắp tới bà sẽ phải làm thế nào để thực hiện kế hoạch của mình thành công một cách hoàn hảo nhất mấy đứa còn non và xanh lắm cứ lửa nội đi mai kia giải quyết xong cái ly này nội mới xử đẹp hai đứa hai đứa cứ chờ mà xem khang nằm im trên ghế sofa mắt anh nhắm như đang ngủ nhưng tôi biết anh không ngủ tôi ngồi dậy nói anh không có chuyện gì muốn nói với em à Khang mở mắt ra nhìn tôi Em chưa ngủ à Mình nói chuyện với nhau một lát nhé Ừ Tôi và Khang ngồi nói chuyện đàng hoàng với nhau Khang thấy ngại với tôi Anh xin lỗi về để em rơi vào hoàn cảnh này Anh cũng không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh tới vậy Tôi thở dài Anh không có lỗi Lỗi là do em mê tiền mê trai đẹp Nên em tự đẩy mình vào hoàn cảnh này thôi Nên anh không cần phải ai náy với em đâu ạ à. Nhưng anh vẫn thấy ai náy lắm anh xin lỗi em Thôi được rồi Lần này chị ấy về đây luôn à Vậy mai em dọn ra khỏi nhà nhá. Bàn hợp đồng 12 tháng giờ sửa lại thành 40 ngày cũng được anh ạ à. Em thấy người có lợi trong vụ này là em đấy chứ Làm vợ hờ 40 ngày mà mang về tỷ rưỡi Làm gì mà có vụ kinh doanh nào mà lời to như vậy đâu anh nhỉ Nhưng anh chưa nghĩ ra phải nói với bà nội và bố mẹ như thế nào cả Lúc đầu anh nghĩ là một năm nữa Ly mới về Nhưng cô ấy lại về luôn Nên anh chưa có sự chuẩn bị nào cả hay em cứ từ từ vài bữa nữa rồi dọn đi nhé Thế cũng được Em cũng không vội mà Anh cứ giải quyết em xuôi mọi chuyện Rồi em sẽ đi Yên tâm là em sẽ không bao giờ xía vào chuyện của anh với cả chị Ly đâu Cảm ơn em nhé Không phải cảm ơn em đâu Từ bây giờ anh còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm đấy Cố lên nhé Tôi và Khang nói chuyện với nhau rất lâu Tôi và anh khá là hiểu nhau Nên chúng tôi không khó để vượt qua chuyện này Sáng bà nội dậy tập thể dục Nên Ly cũng tỉnh giấc sớm Cô dậy và đi lên phòng tìm Khang Đứng ở ngoài cửa phòng Ly lẩm bẩm Hai người ở chung phòng với nhau thế này Ai dám đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra Mà có không xảy ra Thì lửa gần dâm lâu ngày cũng bén Cứ để lâu chắc chắn sẽ có chuyện Khó chịu thật Rồi Ly gõ cửa Tôi không ngủ nên ra mở cửa Chị dậy rồi à Anh Khang đâu rồi Anh ấy vừa mới ngủ được 15 phút thôi Đêm qua anh ấy không ngủ chị cứ về phòng đi khi nào anh nghỉ dậy anh nghỉ sẽ xuống với chị ly trận mắt lên cô nói gì cả đêm anh khang không ngủ cô nói đi hai người đã làm gì sau lưng tôi hả chúng tôi nói chuyện nói chuyện gì mà thức cả đêm nhiều chuyện để nói ly nghiến răng cô dụ dỗ anh khang đúng không tại sao cô dám dụ dỗ anh ấy hả tôi ngạc nhiên khi nghe chị ta nói vậy này chị nói sai rồi đấy tôi không thèm dụ dỗ ai hết nhá. cô còn chối ư cô không dám nhận là mình dụ dỗ, dỗ anh ấy à? Cái loại người ham tiền như cô thì chuyện gì mà chả dám làm? Tôi nói có đúng không? Tôi thấy rất bực khi cô ta áp đặt tôi như vậy, tôi mới quát. Cô im đi, đừng có gây sự với tôi, tôi đã không thèm đạ động gì tới cô rồi nên cô biết điều một tí đi, đừng có cái kiểu vừa ăn cắp vừa la làng như vậy. Rồi cô ta cứ tiến lại gần thách thức tôi. Tôi thích gây sự với cô đấy, cô làm gì được tôi nào? Tôi mới đẩy cô ta xe ra để tôi đóng cửa, thì cô ta tức quá xông vào định tát tôi Mới điên chứ Tôi hất tay cô ta ra Và tát cho cô ta hai phát nổ đong đóm mắt Rồi tôi lao vào dùng tay siết chặt cổ cô ta Khiến cô ta thẻ lưỡi ra ngoài Mồm ủ ớ không nói được câu gì Tôi ấn chặt đầu cô ta vào tường và nghiến răng Tôi đã nói rồi đấy Tôi đã không động chạm tới ai Thì đừng ai động chạm tới tôi Kẻ tôi bẻ gãy hàm đấy 7 năm học võ tôi chưa mạnh tay với ai đâu Cô ta bị tôi siết chặt cổ quá thì mồm cứ ủ ớ nước mắt nước mũi cứ trào ra tôi mới buông tay ra cút về phòng của cô ngay ngay lập tức cô ta chạy bán sống bàn chết ngã rúi ngã rụi ở góc cầu thang cô ta chạy về phòng đóng chặt cửa lại một lúc sau cả nhà tôi đông đủ cô ta mới mở cửa và chạy ra mách bà nội bà ơi cô ta định giết cháu bà ạ cô ta đánh và bắp cổ cháu may mà cháu chạy thoát được đấy bà mau tống cổ nó ra khỏi nhà mình đi để nó ở trong nhà mình rất nguy hiểm đấy bà ạ bà nội thở dài nếu là tôi Thì tôi còn tát cho cô thêm vài cái nữa đấy Nó đánh cô thì vẫn còn nhẹ tay chán Ơ kìa bà Nó đánh cháu như vậy mà bà không trách phạt gì nó sao Cô muốn được banh thì cô về nhà cô đi Ở đó có người banh cô Còn ở đây ai cũng máu lạnh Không ai banh cô đâu Ly thấy bà nội không banh mình Cô liền chạy ra cầu cứu bà Hoa Mẹ ơi mẹ lấy lại công bằng cho con đi mẹ Bà Hoa lửa mắt Tôi còn đánh thêm ý Banh biết cái gì cô về nhà với chồng cô, với con cô đi. Còn ở đây không ai bênh cô đâu. Tôi nấu đồ ăn sáng và tôi thấy cô ta cứ chạy đi cầu cứu từng người một. Nhưng không một ai bênh cô ta cả, ai cũng đuổi cô ta về. Thấy Khang đi xuống, cô ta lại chạy ra ăn vạ. Nhưng Khang cũng không bênh, anh khẽ nói. Anh chết cam rồi, người sai là em mà. Em sai thì em phải biết nói lời xin lỗi, chứ sao cứ đổ hết lỗi lên đầu Trinh vậy. Lì trợn trừng mắt lên giận dữ. Rồi anh cũng bênh cô ta ư. Thế rốt của anh coi em là gì? em bình tĩnh nghĩ lại xem trinh có lỗi gì trong chuyện này mà em lại gây sự với cô ấy cô ấy đã để yên cho chúng ta như vậy rồi đáng lẽ ra em phải nên cảm ơn cô ấy chứ đằng này em lại gây sự với cô ấy trước thôi em ra xin lỗi trinh đi lìa điền quá tát cho khang một phát thật mạnh rồi gào lên anh điên thật rồi anh bắt em phải xin lỗi cô ta ư không bao giờ có chuyện đó nhé nói rồi ly bỏ về phòng đóng chặt cửa lại và khóc nức nở cô thấy ấm ức kinh khủng Rõ ràng cô bị đánh và bị bóp cổ đau như vậy Mà không một ai bênh cô cả Thậm chí cả Khang là người yêu của cô Anh còn không bênh cô Lại còn bắt cô xin lỗi Ly đang ấm ức khóc thì điện thoại của cô có tin nhắn đến Là tin nhắn của chồng cô Em đi đâu mà tối qua không về nhà với con thế Thôi anh sai rồi Có gì cho anh xin lỗi Cuối tuần anh về Anh bù cho em cái túi hiệu nhé Ly lập tức nhắn tin lại Anh đi với gái mà anh dám lửa tôi đi giải quyết công việc à? Đừng tưởng tôi ngu mà tôi không biết gì nhé Em hiểu lầm anh rồi Anh đi lo dự án phim cổ trang sắp tới mà Gái gú gì ở đây À Có một vai nữ hợp với tính em đấy Em có nhận không Nếu em không nhận Thì để đoàn phim tìm người khác Nhi suy nghĩ vài phút Rồi nhắn lại Em có Anh để em đảm nhiệm vai đó nhé Tối qua em sang nhà gì em ngủ Giờ em chuẩn bị về với con nè Cuối tuần anh nhớ mua cái túi đấy cho em nhé Màu trắng nhé vì ly cãi nhau với chồng nên cô mới tìm đến khang suốt hai năm qua từ ngày cô ấy lấy chồng thì khang là nơi để cô tìm tới giải sầu mỗi khi cô và chồng cô dạy ra chuyện chồng của cô là đạo diễn nổi tiếng nên anh rất lăng nhăng đa tình hầu như bộ phim nào có diễn viên nữ mới y như rằng anh ta lại cặp kè với diễn viên mới đó chứ nhưng vì ly ham giàu ham được nổi tiếng nên đến giờ trên đầu cô mọc quá nhiều sừng rồi mà cô vẫn bám lấy anh ta Tôi thấy cả nhà gay gắt với chị Ly quá nên tôi mới ra bảo mọi người. Thôi bà nội và mẹ đừng gay gắt nói chị ấy như vậy nữa ạ. Chắc chị ấy có nỗi khổ riêng không thể nói ra, con không giận chị ấy đâu. Khang gật đầu. Cảm ơn em nhé, anh sẽ bảo cô ấy ra xin lỗi em. Khang còn chưa nói hết câu thì chị Ly xách vali quần áo ra. Chào mọi người tôi về đây, nói thật tôi thấy mình thật ngu ngốc khi tới đây, không một ai ở đây chào đón tôi cả nên tôi xin phép về. Cả nhà trôi mắt ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bà nội thì thấy rất vui khi nghe ly nói sẽ về nhà cô ta và không ở đây làm phiền cháu trai bà nữa khang vội chạy lại níu tay ly kìa xem lại về hôm trước chúng ta đã nói thế nào mà giờ em lại thay đổi là sao em nói em sẽ ở đây với anh và tìm luật sư để giải quyết chuyện ly hôn với chồng em cơ mà ly nhếch mép cười đúng là tôi đã từng nói vậy nhưng từ hôm qua khi tôi đến đây ở thái độ của mọi người trong nhà đã giúp tôi nhận ra nơi này không xứng để tôi ở lại và anh không phải là người mà tôi có thể dựa dẫm cả đời được Nên tôi về nhà với chồng với con tôi đây Khang gắt lên Lão ta năm lần bậy lượt đi với gái mà em vẫn cố bám lấy lão ta là sao Chẳng lẽ anh không thể lo cho em và con à Ly nhìn Khang cười Em biết là anh thương em thật Nhưng gần đây tình cảm ấy đã có chút thay đổi rồi Giờ đây anh bắt đầu vấn vương với cô vợ giả của anh rồi Anh không nhận ra điều đó Nhưng em lại nhận ra đấy Tôi trột dạ Thôi chết chị ta nói ra lộ hết bây giờ. Mẹ chồng tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Thằng Khang có cô vợ giả nào đâu nhỉ? Cô ta đang nói linh tinh gì vậy mẹ? Bà nội liền kéo tay mẹ chồng tôi ra ngoài cửa khẽ nói. Con đừng tin lời nó nói. Nó cứ nói linh tinh để chọc phá thằng Khang thôi. Hôm qua thì tìm cách tranh giành bằng được. Hôm nay lại quay ngất 180 độ. Không biết đằng nào mà lần với cô ta đâu con ạ. À. Mặc cho cô ta muốn nói gì thì nói. Nhà mình cứ đuổi được cô ta đi là mừng rồi con nhỉ. Mẹ chồng tôi gật cù Dạ mẹ nói đúng ạ à. Mong từ nay về sau cô ta đừng có xuất hiện Ở nhà mình nữa Phiền phức thật Khang thị ra sức níu kéo ly Còn bà nội thì cứ đi xung quanh nói mỉa Cô về với con của cô đi Làm mẹ mà bỏ con để đi theo dai Thì còn ra thể thống gì Cứ thì thoảng bà nội lại đá đều một câu Về đi Cô đã lựa chọn rồi thì hãy cố gắng vì sự lựa chọn của mình đi Ở đây không hợp với cô đâu Tôi kéo tay bà nội Nội ơi Thôi kệ anh ấy đi Chuyện của anh và chị ấy cứ để anh chị giải quyết Mình cứ ngồi xem kết quả thế nào thôi Can thiệp vào làm gì hả nội Nội lườm tôi Còn con nữa đấy Sau này nội sẽ tính sổ với con sau Ơ con có làm gì sai đâu à Sao nội lại nói con vậy Cứ ở đó mà giả ngây giả ngô đi Rồi sẽ biết tay nhau nhá Tôi nghĩ mãi không ra Tại sao nội lại nói như vậy với tôi Nhưng vì tôi đang mãi nghĩ về chuyện của anh Khang và chị Ly Nên tôi quên những lời nội nói sau một hồi níu kéo của anh khang thì chị ly vẫn quyết định về nhà với chồng con còn khang thì ngồi như chết lặng ở ghế sofa mọi người biết khang đang buồn nên tránh mặt đi để anh yên tĩnh và suy nghĩ về tất cả mọi chuyện tôi thương anh lắm nhưng tôi không biết phải an ủi động viên anh như thế nào cả tôi đứng ở cầu thang nhìn anh và thở nhẹ cố lên khang ngồi một lúc rồi đi tới công ty tôi với nội ở nhà đi chợ mua thật nhiều đồ ngon để tối nay làm cơm vì nội có khách tới nhà Nội nói vị khách này rất đặc biệt và người đó sẽ ở đây một thời gian. Nội cứ úp úp mở mở làm tôi thấy tò mò về vị khách đặc biệt ấy. Bây giờ tối Khang về, nhìn thấy anh mỉm cười tôi nhẹ lòng hẳn. Tôi khẽ hỏi, anh Khang, anh ổn hơn chưa ạ? Khang cười, anh ổn rồi, em đừng lo cho anh. Dạ vậy thì em yên tâm rồi. Khang đi vào nhà hỏi nội. Nội nói nhà mình hôm nay có khách người đó là ai vậy nội? Nội nháy mắt, còn đoán thử xem ai. Thằng Huy, chắc chắn là thằng Huy rồi Con nói có đúng không ạ? Bố mẹ chồng tôi tươi cười Đúng rồi con, Huy về chơi và ở đây một thời gian Vâng Mà sao giờ chưa thấy nó về tới đây nhỉ? Mà mẹ đã dọn phòng cho nó chưa ạ? Lần này không được ngủ cùng con nữa chắc nó buồn lắm đây Vài phút sau xe taxi đi tới cổng Huy đã về tới nhà Tôi vui mừng ra đón Huy Anh Huy bằng tuổi anh Khang Anh ấy là con nuôi của bố mẹ chồng tôi Cũng là cháu nuôi của nội nội thương huy lắm năm nào cũng bay qua mỹ thăm anh ấy huy đẹp trai anh nói hoạt ngôn nên được lòng cả nhà anh và khang cũng khá là thân thiết thời gian khang ở bên mỹ là anh ở nhà huy tình bạn của hai người rất là tốt nhưng một năm huy về chơi thăm mọi người có hai lần thôi nhưng lần này là đặc biệt nội đã gọi cho huy không biết nội đã nói gì mà lập tức huy thu xếp công việc bên đó để bay về với nội ngay ngồi ăn cơm cả nhà cười nói vui vẻ thấy khang vui vẻ tôi thấy mừng quá Đúng lúc anh ấy buồn nhất thì anh Huy trở về, những nỗi buồn của anh Khang cũng nhờ đó mà vơi đi. Ăn uống xong, anh Khang đưa anh Huy đi gặp bạn. Mãi tới 11 giờ mới thấy anh hai anh về. Tôi đi xuống tủ lạnh lấy nước uống. Hai anh đi chơi về rồi à? Dì rất nhanh nhẹn đi lại gần chỗ tôi. Em dâu chưa ngủ à? Dạ em chưa ạ. À? Con gái không nên thức khuya đâu, da dạ sẽ xấu đấy. Tôi cười, da dạ em xấu sẵn rồi anh ạ. À. Thế em có dùng mỹ phẩm dưỡng da không? Em không dùng gì cả huy ghé sát vào mặt tôi và nói thảo nào da em khô và hơi sạm đấy để mai anh tìm mua cho em một bộ dưỡng da này hiệu quả lắm mẹ anh và chị gái anh dùng rất hiệu quả luôn thế ạ à, vậy em cảm ơn anh nhiều nhé là con gái phải biết chăm sóc cho bản thân mình nhé Thành xuân trôi qua nhanh lắm đấy em à khang đứng từ phía sau từ nãy tới giờ, giờ anh liền chen ngang cuộc nói chuyện của tôi và anh huy thôi muộn rồi đấy cậu về vào ngủ đi để cho người khác còn nên ngủ ở đó mà bốc phét à huy nhìn tôi nhảy mắt em dâu ngủ ngon nhé mai anh mua mỹ phẩm thật đấy không có người lại nói anh bốc phét dạ đi về phòng tôi cười bảo khang anh huy vui tính thật đấy lại đẹp trai nữa thế này thì chắc gái theo đuổi không hết anh nhỉ khang không nói gì anh ôm gối ra ghế sofa nằm tôi nghĩ chắc anh ấy đang buồn chuyện chị ly nên tôi không dám nói thêm câu gì nữa tôi lên giường nằm lấy điện thoại ra lướt facebook và giật mình khi thấy anh huy kết bạn với tôi lâm huy tên đẹp quá ấn xác nhận rồi tắt điện thoại đi ngủ. buổi sáng sớm công việc quen thuộc hàng ngày của tôi là cùng bà nội đi tập thể dục rồi đi chợ mua đồ ăn luôn. Hôm nay cũng vậy, tôi đi xuống nhà để đi chợ cùng bà thì bà nội vẫn chưa dậy. Tôi thấy lạ quá. Hôm nay bà nội ngủ quên luôn á? Làm sao có thể chứ? Tôi mới lại cửa phòng gọi. "Nội ơi, nội dậy chưa?" Tiếng nội vang lên. "Ôi cha, nội đau lưng quá, hôm nay con tự đi chợ một mình nhé." Nội đau lưng Hà Nội Nội đã xịt thuốc chưa ạ à? nội xịt rồi cũng thể đỡ hơn chút rồi bữa nay con đi một mình nha mai nội khỏi hai nội cháu mình lại đi cùng nhau vâng ạ à, nội nghỉ đi ạ à. tôi vừa ra cổng thì huy chạy theo em dâu chờ anh với sang dậy sớm vậy ạ à? anh dậy đi tập thể dục anh quen tập thể dục buổi sáng rồi mà em dâu đi chợ hả dạ em đi chợ à anh huy thích ăn gì để em mua ạ à? anh thì đơn giản lắm uống cốc sữa là xong thôi thế anh đi chợ cùng em nhé anh đi tập thể dục luôn cho khỏe người Nhưng ra sợ mùi cá tanh Anh có ngại không? Anh không ngại đâu, mình đi thôi Đi anh xách làn cho nào Tôi cả đầu đưa cái làn cho anh Huy Rồi chúng tôi đi chợ Có anh Huy đi cùng rất vui Anh ấy nói chuyện hài hước, lôi cuốn Nên người nghe cảm thấy rất dễ chịu Khang dậy rồi đi xuống nhà Thấy bà nội đang quét nhà Anh hỏi Hôm nay nội không đi chợ cùng Trinh ạ à? Nội vừa cười vừa nói Có thằng Huy đi cùng cái Trinh rồi nên nội ở nhà Con dậy rồi à Khang tròn xoe mắt Thằng Huy đàn ông con trai lại đi chợ với Trinh sao Đầu óc nó bị vấn đề gì vậy Nội lườm Khang Đầu óc con có vấn đề thì có Nội lạ gì tính thằng Huy Nó mà thương ai thì nó nhiệt tình lắm Chắc nó thương cái Trinh nên mới vậy đấy Khang cau mày lại Nội nói cái gì cơ Thằng Huy thương Trinh á Làm gì có chuyện đó được nội cứ đùa con Nội đùa con làm gì Lúc sáng nó cứ khen cái Trinh đẹp đấy nó nói cái trinh đẹp tự nhiên không son phấn đây Con không tin thì về hỏi cái trinh mà xem Khang không thèm nói gì Anh đi thẳng lên phòng nằm Lòng anh thấy khó chịu Đi lên phòng nằm nghĩ linh tinh một thôi một hồi Thì nghe tiếng động ở dưới nhà Anh mới đi xuống nhìn thấy Huy xếp làn thức ăn Khang nói Huy giờ cậu lại thích đi chợ đấu cơm rồi à Huy cười nói Tôi đi tập thể dục luôn cho khỏe người Mà cậu cũng dậy sớm đi tập thể dục đi Không cái bụng nó phát tướng ra trông xấu lắm đấy Khang lửa mắt nhìn Huy kệ tôi sẽ liên quan gì tới cậu cả thì tôi nói vậy thôi mà còn cậu muốn làm gì thì kệ cậu nội quay ra bảo hai thằng cứ gặp nhau là chí chóe như chó với mèo vậy hả khang không nói gì vẻ mặt anh cứ khó chịu một tí anh lại liếc mắt nhìn tôi ăn sáng xong khang về phòng để thay quần áo để chuẩn bị đi làm anh huy thì giúp tôi dọn dẹp bát đũa khang đi qua thấy tôi và huy đang nói chuyện vui vẻ thì anh nói với giọng không vui Thế là từ bây giờ có người san sẻ công việc nhà với em rồi đấy Em có thấy vui không Trinh? Tôi đứng ngay ra chưa kịp nói gì Thì anh Huy đã trả lời hộ Tất nhiên là vui rồi, đúng không em dâu? Tôi ẩm ừ Vâng, anh Khang đi làm cẩn thận nhé Khang sầm mặt xuống hậm hực đi ra cửa Anh vẫn nghe thấy Huy nói văng vẳng Em dâu dọn dẹp xong Anh đưa em đi mua mỹ phẩm với cả quần áo nhé Nội đứng ở phía trong theo dõi mọi chuyện từ nãy tới giờ Nội gật đầu hài lòng cứ theo cái đà này thì theo bản năng thằng Khang sẽ giành lại cái trinh thôi. Kế hoạch của mình đã đạt được 50% rồi đấy. Từ hôm có Huy, Khang chưa bao giờ về muộn cả. Hết giờ làm là anh trở về nhà luôn. Mọi người còn thấy ngạc nhiên. Tối nay ăn cơm xong, Huy lại dọn dẹp giúp tôi. Lần này Khang không đi lên phòng vội. Anh cứ ngồi theo dõi tôi và Huy dọn dẹp. Tôi bảo Huy, anh cứ lên phòng đi, không cần phải dọn cùng em đâu. Em dọn một xíu là xong thôi mà. Huy cười nháy mắt, một xíu của em cũng một tiếng đồng hồ đấy, để anh phụ em cho nhanh, mọi người đi nghỉ hết còn một mình em lúi húi dọn dẹp, anh nhìn thấy vậy anh xót lắm. Tôi bật cười. Trời, anh còn biết cả thời gian chính xác như vậy đó hả? Đương nhiên rồi, anh để thương em quá em dâu ạ. Khang ngồi ở bàn mặt sầm xuống anh hắng giọng. Huy quay lại ngạc nhiên, cậu vẫn chưa lên phòng à? Mọi khi ăn xong là cậu chuồn luôn lên phòng rồi mà. Khang không nói gì quay sang nhìn tôi anh vừa nhờ người tìm hộ một cô giúp việc rồi nếu tìm được luôn thì từ mai em đỡ vất vả rồi trinh à tôi cười nhẹ dạ không sao em quen rồi mà khang kéo tay tôi đi mình lên phòng đi nghỉ đi em nhưng mà em vẫn chưa dọn xong mà khang vừa lôi tôi đi vừa nói để cậu ta dọn nốt cho mình mình đi lên phòng thôi mà đội đi ra dọn cùng huy bà và huy cứ nhìn nhau cười khúc khích huy liền nói vụ này thành công là bà tính thưởng cho cháu cái gì ạ à? Thế cháu yêu của bà thích cái gì nào, để bà thưởng. Huy trêu bà nội. Cháu thích có một cô vợ, bà có thưởng được không ạ? Bà nội gái đầu rồi bà chờ nhớ ra. À, bà nhớ rồi, cái Trinh còn có một người chị gái vẫn chưa lấy chồng đấy, để bà bảo cái Trinh mai mối cho cháu nhé. Huy ngại đỏ mặt. Thôi bà, cháu không thích qua mai mối đâu, cháu muốn mọi chuyện tự nhiên thôi ạ. Gớm, qua mai mối còn chả kiếm được cô nào, chờ tự nhiên thì có mà lại ế chồng đít lên cháu ạ bà cứ coi thường cháu thế mai cháu đi tập thể dục cháu kiếm được luôn một cô cho bà xem bà nội bĩu môi ôi bà nội lại sợ cháu quá rồi đấy kiếm đi nếu kiếm được về nội thưởng cho hai đứa một chuyến du lịch luôn đồng ý không huy gã đầu cười cười vụ này nghe có vẻ căng đấy ạ đi lên phòng khang nhìn thấy hộp mỹ phẩm to đùng ở trên bàn bên cạnh còn có mấy túi quần áo váy vóc mà huy tặng khang cau mày lại cái gì kia à mỹ phẩm và quần áo anh huy mua tặng em đó ạ Toàn đồ đẹp thôi anh ạ Khang lửa mắt Em thích những đồ đó như vậy à? Vâng Từ bé tới giờ chưa có ai tặng em nhiều đồ như vậy luôn Nên em thích lắm anh ạ Khang tức quá cần hộp mỹ phẩm và mấy túi đồ ném vào thủng rác Trước sự kỳ ngạc của tôi Tôi tức quá hết lên Sao anh lại vứt đồ của em thế? Anh bị điên à? Đúng Anh đang bị điên đấy Em đừng có trêu ngươi anh nữa Em thích thì anh mua cho em cả cái siêu thị về cần gì mà phải dùng đồ của cậu ta trời đất ạ thì sao anh ta đang ghen với huy giữa tôi và anh ta thì có gì để anh ta ghen chứ sáng hôm sau tôi dậy đi chợ huy lại xuất hiện và đòi đi cùng tôi nhưng nghĩ đến chuyện anh khang tối qua tôi thấy không ổn nên tôi từ chối em tự đi một mình được anh ạ à. anh đi tập thể dục thì anh đi ra công viên ở đằng kia kìa anh đừng có đi theo em nữa nhá. huy cười theo hôm qua khang nói gì em dâu à tôi ấp úng không ạ à tại em không quen đi chợ cùng anh thôi, thì giờ em dâu tập đi cho quen, vì anh còn ở đây dài dài mà. thôi, em tự đi một mình ạ, à. anh đừng đi theo em nhé. để em đi một mình anh không yên tâm, nhỡ bị ai bắt cóc mất thì sao? tôi bật cười, không ai có thể bắt cóc được em đâu. thôi, em đi đây. mặc dù tôi từ chối nhưng huy vẫn lẹo nẽo đi theo thao tôi. anh ta lì thật đấy, tôi đã nói như vậy rồi mà vẫn cố tình đi theo. tôi và huy vừa về đến cổng thì có hai xe thùng to đỗ ở trước cửa nhà huy thấy vậy liền hỏi tôi xe chở đồ gì thế nhỉ em cũng không biết nữa chúng ta đi vào nhà đi thấy nội đang đến tiền để trả cho lại xe ở trong phòng khách đồ xếp kín đồ đạc tôi nhìn những túi đồ nhãn mát hàng hiệu rồi tôi vạch thử vài túi ra xem bên trong là cái gì thì trời ơi đều là váy quần áo mỹ phẩm giày dép hàng hiệu đủ các loại sao nhiều thế này huy ra vội hỏi nội tính mở shop mỹ phẩm quần áo hà nội Nội không, nội già rồi Có sức đâu mà kinh doanh nữa hả con Thế sao quá trời đồ thế này ạ à? Thằng Khang nó mua đấy Nó mua làm gì nhiều thế Chỗ này tính sơ sơ cũng tiền tỷ rồi đấy Đặt mua xong lại đi đâu mất tiêu rồi Huy gật gù Chắc cậu ấy mở xốp cho em dâu bán đấy Mà sao không thấy cậu ta nói gì nhỉ Thuê xốp ở đâu không biết nữa Tôi gãi đầu gái tai ngây ngô không hiểu Chắc không phải đâu anh Huy ạ à? Nếu mở xốp cho em Thì phải bàn bạc với em chứ Em đâu thấy anh ấy nói gì đâu Huy còn treo tôi Chắc Khang tính tạo bất ngờ cho em đấy Khang mới đi đâu về Anh vào nhà nhìn tôi nháy mắt Em xem đồ chưa Tôi gật đầu Em xem qua rồi Mà sao anh mua nhiều thế Anh tính mở shop đấy à Em nói linh tinh gì vậy Anh mua tặng em đấy Tất cả là của em Em mang về phòng cất đi Tôi trố mắt kinh ngạc nổi và Huy thì nhìn nhau ngạc nhiên Tôi nhìn đống đồ xếp la liệt ra đó mà hoảng Trời Anh đùa em đấy à Em không thích đùa kiểu đó đâu Khang cao mày mặt rất nghiêm túc Anh đủ em làm gì Tất cả những thứ này là anh mua tặng em đấy Từ giờ ngoài đồ anh mua ra Thì em không được dùng đồ của người khác nghe chưa Anh không vui đâu Huy đang uống nước tí thì giặc Bà nội vỗ vỗ vào lưng Huy Cháu không sao chứ Dạ cháu không sao bà ạ à. Tôi gãi đầu mặt nhăn nhó Anh mua nhiều như thế thì em dùng bao giờ mới hết Trước khi em mua Thì phải nói với em chứ Giờ nhiều như thế này thì để vào đâu cho hết đây Huy cười cũng không nhiều lắm đâu. Có hơn 200 cái váy, hơn 100 cái quần jean và 100 cái áo và khoảng 80 đôi giày, 20 bộ mỹ phẩm, còn những thứ lặt vặt thì anh không nhớ. À, anh đã thuê thợ tới đi hàn kệ, tù để em để đồ rồi. Tôi hét lên. Em không nhận đâu, anh đúng là cái loại thần kinh. Tôi bực quá bỏ lên phòng nằm, nội quay ra mắng khang. Con mua đồ thì nội không nói, nhưng trước khi làm gì mà có liên quan đến cái trinh thì con nên nói trước với nó một câu. Đó chính là sự tôn trọng lẫn nhau đấy con ạ. À vợ chồng sống với nhau điều quan trọng nhất đó là sự tôn trọng nhau con hiểu không hả khang cười gượng đúng là con mua hơi nhiều thật nhưng tệ tối qua con bực mình quá nên con mới đặt nhiều như vậy các shop thời trang lại ở gần đây nên sáng nay họ chuyển đến luôn con sẽ rút kinh nghiệm lần sau nội ạ nội thở dài lớn rồi suy nghĩ chín chắn vào nhé nội không muốn nói nhiều với tụi con đâu đấy có thì không giữ lúc có người quan tâm tới nó một tí thì lại lồng lộn lên đàn ông mấy người tham lam lắm chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt mà thôi. Dạ con xin lỗi nội, lần sau con sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa đâu ạ, à. nội đừng giận con nữa nhé. Cậu ngầu thật đấy, tôi thấy ngưỡng mộ cậu rồi đấy nha. Khang nhà ta chưa bao giờ khiến tôi thất vọng cả. Khang gạt tay Huy ra. Cậu thôi đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu đâu, tránh xa tôi ra. Huy nhăn nhó khó chịu, tôi làm gì cậu mà cậu tỏ thái độ với tôi vậy hả? Cậu không nói chuyện với tôi thì thôi, tôi cũng không cần. Huy cũng giận dỗi bỏ về phòng. Khang nói với theo Đừng có một cố tình tiếp cận vợ tôi Cô ấy là vợ của tôi đấy Cậu nhớ rõ hộ tôi Đừng để mọi chuyện đi quá xa Kéo cậu biết tay rồi đấy Huy bước lên cầu thang anh nghe Khang đe dọa như vậy Anh buồn cười lắm Rồi nhưng mà anh vẫn giả vợ Giả vờ thái độ để Khang tức điên lên Cái đó thì tôi chưa biết được đâu Xã hội bây giờ ai mạnh thì người đó thắng Cậu chưa nghe câu đó bao giờ à Khang tức lồng lộn lên Đồ khốn cậu quay lại đây cho tôi Bà nội liền kéo Khang và nói thôi thôi hai đứa dạo này làm sao vậy trước khi hai đứa thân nhau lắm cơ mà sao giờ nói chuyện với nhau kiểu khó chịu vậy hả khang không nói gì nữa anh thở dài rồi ngồi xuống ghế mặt anh đăm chiêu suy nghĩ một lúc sau anh lên phòng thấy tôi nằm trên giường anh lại ngồi bên cạnh và nói em giận anh đấy à anh xin lỗi em đừng giận anh nữa tôi bực quá ngồi bật dậy quát ôm lên anh cậy anh có tiền thì anh làm gì anh làm đúng không đấy giờ anh mua một đống về thì anh đi mà mặc đi Tôi không mặc đâu Tôi thử quần áo mặc rồi Thôi mà em Anh lỡ mua rồi thì em nhận đi Để dùng dần cũng được mà Không bao giờ Tôi nói không dùng là không dùng nhé Tự dưng bỏ bao nhiêu tiền vào mấy cái việc giờ hơi này Anh không biết sót tiền à Tự dưng anh quay ra cáo, Đồ của Huy mua thì em vui vẻ nhận Còn đồ của anh mua thì em nhất quyết không nhận Hay là em có ý gì với cậu ta rồi Tôi bực quá gắt lên Đồ điên Tôi không muốn nhìn thấy cái bàn mặt của anh nữa rồi anh cứ ở đó mà suy diễn theo ý của anh đi tôi với khang cãi nhau một trận rồi tôi tức quá tôi xin phép nội và bố mẹ cho tôi về nhà bố mẹ chơi vài hôm nói thật thì lúc này tôi còn đang bực khang lắm nên tôi muốn tránh mặt khang vài hôm nữa rồi tôi tính tiếp sau khi tôi về quê rồi khang bắt đầu khó chịu và gây sự với huy ngồi ăn cơm khang và huy bắt đầu kiêu chiến khang cau mày cậu có ý gì với trinh hả huy cười tôi thấy trinh rất dễ thương và tôi thấy thích thôi chàng trận mắt tức giận Sao cậu dám hả? Trinh là vợ của tôi đấy. Thế thì sao nào? Chờ một năm nữa Trinh hết hợp đồng với cậu, tôi sẽ hỏi cưới cô ấy. Khang sốc quá anh lắp bắp. Sao? Sao cậu biết chuyện đó? Nội nói với tôi đấy. Khang nhìn nội cười rất gượng gạo. Nội biết chuyện rồi à? Nội đánh vào đầu Khang mấy phát liền. Thằng mất dậy này, sao còn dám lôi chuyện hôn nhân của mình ra để làm trò đùa vậy hả? Con có tin là nội đánh đòn con không? Khang cúi gầm mặt xuống không dám nói câu gì. Huy lúc này mới nói Thật ra việc tôi tiếp cận em dâu là trong kế hoạch của nội Nội muốn biết cậu có thật lòng với Trinh không Nên nội mới gọi tôi về đây Bây giờ tôi nói để cậu biết và không ghen lung tung nữa đấy nhá Yêu người ta thì thổ lộ đi, tỏ tình đi Cứ im re như thế thì người ta đâu biết được Nội bực mình lại đánh Châu Khang thêm vài phát nữa Cái thằng ngốc này Nó biết cái gì đâu mà Lát nữa lập tức về quê tìm cái Trinh đi Có mỗi cái việc đó mà cũng không biết phải làm Để cho nội phải nhắc nữa là sao Dạ, lát con đi ngay ạ Huy cũng hào hứng đòi đi theo Cho tôi đi cùng với nhá Lần này tôi hứa sẽ không trêu em dâu nữa đâu Không có người lại ghen ầm ầm lên Đúng không nội ơi Hai đứa bay đi đi, cho thằng Huy về đó Biết đâu lại kiếm được một cô để thoát ế cũng nên Khang bĩu môi Cái thằng này thì vô duyên trơ chẽn Xác định là ế dài dài thôi Huy ướt ngược ra Cậu làm gì mà coi thường bạn bè thế Người như tôi gái theo đuổi còn không hết đấy Chẳng qua là tôi không thích thôi tôi mà thích thì tôi còn lấy vợ trước cậu đấy ở đó mà nói tôi à nội thở dài ngao ngán một thằng thì phải lấy vợ hợp đồng còn một thằng thì ế chồng mông ra lại còn bày đặt xem ai có giá hơn à thôi hai ông dẹp đi cho nội nhờ khang và huy lái xe về quê tôi chơi về tới huy thích lắm anh cứ thảo cổ ra ngoài ngó nghiêng nhìn mọi thứ khang quát này cậu muốn chết à ngồi tử tế cho tôi cầm nhận về quê không khí dễ chịu thật ở ngoài thành phố ô nhiễm quá rồi ấy. ngột ngạt khó chịu nữa cậu nhỉ ừ. Tôi phải tranh thủ đi chơi cho biết Không vài bữa nữa tôi về Mỹ rồi không đi được Ừ, thế cậu tính bao giờ về Mỹ? Trong một tuần nữa thôi Giờ kế hoạch của nội sắp thành công rồi Chỉ đợi cậu và Trinh chính thức yêu nhau nữa là xong thôi mà Xong việc rồi thì tôi phải về Mỹ chứ Cảm ơn cậu nhé Cảm ơn nội và cậu đã giúp tôi nhận ra một điều rất quan trọng Đó là tình cảm của tôi dành cho Trinh Nếu tôi và cô ấy đến được với nhau Thì cậu và nội có công nhiều nhất đấy Mọi hiểu lầm được hóa giải, Khang và Huy lại càng thấy quý và trân trọng tình bạn của hai người hơn. Hy vọng tình bạn của họ mãi đẹp như vậy. Khang và Huy về tới cổng nhà tôi, Huy thảo cổ ra. Đến rồi à? Tới rồi nhưng cẩn thận cháu cắn đấy nhá, nhà vợ tôi có con chó to và dữ lắm. Huy cười. Sợ gì không sợ, lại sợ con cháu à? Cậu đúng thật là, con chó đó cứ để tôi thuận trụng nói cho, bất kể loại chó gì gặp tôi là ngoan như cuốn hết. Tôi không nói đùa đâu, con chó ấy giữ lắm đấy, cậu cứ yên trong xe đi để tôi gọi Trinh ra đã, không giờ cậu vào là nó sổ ra ngay chạy không kịp đâu. Huy không những không tin mà anh còn mở cửa xe ô tô và tung tăng đi vào sân gọi. "Em dâu ơi, em có nhà không?" Tôi và chị Trúc đang làm trong nhà tâm sự vì lâu ngày hai chị em không được hàn huyên tâm sự rồi. Chị Trúc lắng tai nghe, hình như có người gọi thì phải. "Em có nghe tiếng gì đâu nhỉ?" Huy ở ngoài gọi tiếp câu thứ hai. "Chị ơi, em có nhà không Trinh?" Chị Trúc ngồi dậy, đúng rồi có người gọi đấy để chị ra xem ai chị trúc mới đứng dậy thôi mà con milu nhà tôi nó đã lao ra trước rồi con milu nhà tôi là giống chó lai to nó nặng gần bằng cân tôi nó nhảy lên còn cao hơn đầu người lớn nên ai cũng nhìn thấy nó mà phải khiếp sợ huy đứng ở giữa sân anh thấy con milu lao ra anh giật mình trời ơi sao con chó này to thế này khang vốn rất sợ chó nên anh ngồi trong xe run lật bật tôi đã bảo cậu rồi ngồi yên trong xe thì cậu không nghe cơ nói thì không bao giờ nghe cả. giờ tính sao đây? huy sợ lắm nhưng cố bình tĩnh quát con chó. này, được đứng yên đấy. mày mà lại gần tao là tao thịt mày cho vào nồi hấp luôn đấy. quan mì lù tiến lại phế huy và gầm gừ rất đáng sợ. nói nhe rằng sắt nhọn ra. huy hoảng quá bỏ chạy ngã xuống ao trước nhà tùm rồi chìm nghỉm. chị trúc và tôi chạy ra tới sân thì huy đã chìm nghỉm còn khang thì vội mở cửa xe ô tô đi ra hốt hoảng hét lên. có ai không cứu người cứu người tôi trả lại chỗ anh Khang, anh ơi có chuyện gì thế? Khang hốt hoảng nhìn xuống dưới ao, Huy nó ngã xuống ao rồi. Chị Trúc lập tức lao thẳng xuống ao. Chị gái tôi vốn rất giỏi bơi lội nên chỉ vài giây sau đó, chị đã túm được Huy và đẩy anh ta nhô lên khỏi mặt nước. Lập tức tôi và Khang kéo Huy lên bờ, Huy nhắm tịt mắt Khang lay mạnh. Huy ơi cậu đừng chết, cậu mới chết là bà nội giết tôi đấy, cậu mau mở mắt ra đi, tôi xin cậu đấy. Chị Trúc liền đẩy Khang ra. Khang, em tránh ra để chị sơ cứu cho anh ấy chị Trúc lập tức hô hấp nhân tạo và đẩy mạnh ngược huy cứ như vậy vài suốt sau thì huy đã chớ ra nước và ho mấy cái liền huy từ từ mở mắt ra ngờ ngác nhìn mọi người khang mừng quá vỗ vỗ vào người huy may quá cậu tỉnh lại rồi cậu làm tôi sợ thoát tim rồi đấy tôi cười may quá rồi anh khang lo cho anh lắm đấy huy mặt tái mét nhưng vẫn cố mỉm cười cậu ta sợ anh chết thì vì bà nội đánh chết cậu ta nên cậu ta mới sợ đó em dâu ạ à. cái cậu này Tôi lo cho cậu mà May mà có chị Trúc cứu cậu đấy Không thể chắc cậu nghèo rồi Ở đó mà nói tôi nữa Huy gãi đầu Thảo nào tôi có cảm giác được ai đó hôn Tôi và Khang chố mắt nhìn nhau Còn chị Trúc ngại quá bỏ đi vào nhà Khang cau mày lại Lúc chị Trúc hô hấp cho cậu mà cậu cũng biết hả Thì tôi nói có cảm giác thôi Mà tôi có nhớ chính xác là như thế nào đâu Tôi và Khang ngây người ra không hiểu gì luôn Nhà có hai vị khách quý Nên chị Trúc thịt gà nấu cơm mời khách Tôi và Khang ngồi nói chuyện với nhau trên nhà Còn Huy thấy mình vô duyên quá nên đi xuống bếp Khang vớt mái tóc tôi dinh à Em đừng giận anh nữa nhé Lần sau anh làm gì anh sẽ hỏi ý kiến em trước Anh không dám tự ý nữa đâu Tôi dị cái mặt ra Thế giờ nhiều đồ như vậy em tính sao đây Thì em mang về cho chị chúc mặc nữa Cũng không nhiều lắm đâu mà Tôi thấy nguy ngoai Vâng lần này tạm bỏ qua cho anh đấy Lần sau mà như vậy nữa thì đừng trách em Dạ vợ anh nhớ rồi thưa vợ nghe khang gọi tôi là vợ tôi thấy vui lắm nhưng vẫn còn làm bộ anh gọi ai là vợ đấy khang nắm lấy tay tôi trinh em có thể cho anh một cơ hội được hẹn hò với em không mặt tôi đo ửng lên rồi thích lắm rồi nhưng mà tôi còn phải làm bộ chứ chuyện này em không biết được em suy nghĩ rồi trả lời anh sau khang gật đầu được em cứ suy nghĩ đi rồi trả lời anh nhé phải chờ bao lâu anh cũng chờ huy đi xuống bếp hỏi chị Trúc Trúc có cần tôi giúp gì không chị chúc đang xào rau nên chị nhớ luôn theo huy chặt gà cho tôi với nhé huy hào hứng lắm ok giao thớt nhà mình đâu để tôi chặt gà đây ạ à. chị chúc đưa thớt và giao cho huy vô tình chạm vào tay huy chị thấy hơi bối rối huy cười cảm ơn cô chúc nhé may hôm nay có tôi ở nhà đấy nếu không chắc tôi chết đuối rồi cũng nên chúc mỉm cười e thẹn dạ không có gì ạ à. mà sao anh không chạy ra đường mà lại lao xuống ao thế huy gãi đầu Lúc đó cuồng quá nên tôi mất phương hướng nên lao thẳng xuống ao, hú hồn hú vía. Huy bắt đầu chặt gà, chặt phát đầu tiên cái đầu gà bắn ra cửa. Huy liếc mắt nhìn chị Trúc thấy chị Trúc không nói gì. Huy chặt phát thứ hai thì cái cổ gà bắn vào chân chị Trúc. Huy tức cả cầm cái cánh gà và chặt thì chặt vào móng tay mình. May là chị trùng móng tay dài thôi chứ không thì hôm nay thành Huy chín ngón luôn rồi. Tí thì mất tay, con dao này kỳ lạ thật đấy, chả đúng ý nhau gì hết. Chị Trúc lừa mắt, Thôi anh lên nhà đi, cho tôi chút bình yên cái. Đàn ông con trai gì mà ẻo là có con gà luộc chín rồi mà chặt cũng không xong. Huy lặng lẽ đi ra ngoài, anh lẩm bẩm Cô ta hung dữ y chang con chó của cô ta vậy, đúng là chủ nào tớ nấy. Chị trước dọn xong cơm, chị gọi chúng tôi xuống ăn cơm, không thấy anh Huy đâu nên tôi hỏi. Anh Huy đâu rồi chị? Em tưởng là anh ấy xuống đây với chị mà. Anh ấy vừa lên đó mà. Dạ không thấy mà chị. Chúng tôi ra ngoài sân tìm Huy xem anh ở đâu để gọi về ăn cơm, thì thấy anh ấy ngồi bắt mèo trên cây xoài còn con milu thì thủ đứng ở dưới gốc cây ngóc cổ lên nhìn huy gầm gừ anh huy ngồi trên cây nói đạo lý với con chó ê cái con lông xù kia mày nghe cho rõ đây thứ nhất tao không có thụ án gì với mày thứ hai tao không có ý đồ xấu gì với chủ mày thứ ba tao về đây là có ý tốt thế thì hà cớ làm sao mà mày cứ gầm gừ với tao thế hả con milu ở dưới cứ nhe răng ra gầm gừ huy ở trên cây vanh mặt lên đây mày có giỏi thì lên đây mà cắn tao này lên mà cắn Mày cứ coi chừng tao đấy Biết đâu sau này tao về lại gặp mày thường xuyên hơn đấy nhá Mày cứ cẩn thận Sau một hồi ngồi trên cây xoài nói đạo lý với con Milu Thì anh Huy đã được con Milu tha để cho vào ăn cơm Vừa ngồi xuống mâm Huy đã gắp ngay một miếng thịt gà cho con Milu Đang nằm ở góc nhà Này, tao cho mày ăn thịt gà rồi từ giờ mày không được cắn tao đâu đấy Lớn rồi phải biết điều tí nghe chưa Tôi và anh Khang cứ tủm tỉm cười hỏi Huy Cậu có vẻ hiểu đồng loại của mình nhỉ Cậu không biết là tôi rất giỏi huấn luyện chó hả Chúc mẹ tôi nuôi một con bạc đức tôi huấn luyện nó đỉnh luôn Chị Trúc bĩu môi Người như anh mà cũng đòi huấn luyện chó ư Anh lại bốc phét rồi Sao cô lại nói tôi vậy chứ Tôi nói thật đấy Không tin cô hỏi em rể cô đây này Khang gãi đầu Tôi không nhớ đâu Mà sao cậu lại lôi tôi vào cái vụ chó của cậu thế hả Chị Trúc và anh Huy cứ đấu khẩu một hồi Tôi ra hiệu cho anh Huy Không đôi co với chị Trúc nữa Nhưng anh Huy không hiểu cứ đôi co với chị Trúc mãi Chị Trúc vừa quá không ăn cơm nữa Mà bỏ về phòng nằm Anh Huy hậm hực Đúng là bà cô già khó tính Khang lắc đầu Cậu vẫn vậy không bao giờ thay đổi được cái tính nói nhiều của cậu Mà sao cậu nói nhiều thế nhỉ Váng hết cả đầu Tôi thở dài Anh không nhịn chị em gái một tí à Chị ấy đang buồn vì thất tình đấy Huy cao mày nhìn tôi Cô ấy đang thất tình á Vâng Trước bố mẹ em muốn chị ấy lấy anh Khang Nhưng mà chị ấy đang yêu một anh làm cùng cơ quan Chị ấy đã bất chấp tất cả để được yêu anh đấy Thậm chí chị ấy còn định bỏ nhà đi Để theo anh ấy nữa Vậy mà một tháng sau, anh ấy có người yêu mới. Giờ chị ấy vẫn còn buồn đấy, anh đừng có trêu chị ấy nữa kẻo chị ấy nổi giận đấy, rồi không ai cứu được anh đâu. Huy đồng tình, sao người đàn ông đó lại tệ thế nhỉ? Phải tôi thì tôi đập cho vỡ mặt rồi. Đời còn dài, dai còn nhiều lắm, không việc gì mà phải buồn đâu. Ngày hôm sau tôi cùng Khang và Huy trở về thành phố. Tôi và Khang chính thức hẹn hò. Tôi mở tủ lấy bản hợp đồng lúc trước ra thì Khang đã rẽ từ bao giờ rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò và xây đắp một tình yêu mới một tuần sau khang hỏi huy bao giờ về mỹ thì huy cứ ngập ngừng chưa muốn đi huy nói cứ từ từ để huy giải quyết công việc đã tôi và khang thấy huy có những biểu hiện lạ nên tìm hiểu thì biết huy và chị trúc đang có tình cảm với nhau nên huy mới không nỡ xa chị ấy mọi chuyện đều diễn biến đúng theo ý của nội tôi nên nội rất hài lòng và nội cho chúng tôi tiền để chúng tôi đi du lịch sau chuyến du lịch thì huy và chị trúc chính thức thành đôi bà nội tôi còn tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng huy đã thoát ế nữa không biết sau này thế nào nhưng hiện tại tôi thấy rất hài lòng về cuộc sống của tôi tôi sẽ trân trọng những gì tôi đang có và tôi tạm gọi đó là hạnh phúc trời ban